cái điệu ha, cột tóc bên này kia. Không, cột kia nó đau quá chị. Không, cột cái đấy đẹp. Cột này nó đỡ nó đau. Nó đẹp trong, nó hợp cái sụt cái tuổi của em hơn. Của 26 đúng không? Trời, em ám ảnh bài đó lắm. Em ám ảnh đó hả? Em ám ảnh cái bài đó lắm luôn. Chỗ nào cũng mở bài này hết trơn á. Hay không? 26. Cái này như em bán nó cửa sao? Con đâu con? Vâng, có được một bao. Ủa mà chắc con đâu tí? Vải màu con, chắc đây một chùm vải màu cho cô đi. Cho đây chùm vải màu cho cô đi con. Em thấy cái mùi này sao? Mùi nó khoai này nè. Nó y chang mùi phấn rơm. Ờ, y chang mùi phấn. Mùi phấn rơm nít á. Thơm mạt quá nè. Có thơm không? Phải có nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng đúng không? Dạ. Nó nhẹ, cái nọ không có nhẹ. Hello, hello cả nhà, em Kim chào tất cả các chị. Hello, em chào các chị mình nha. Chào chị Huỳnh Cầm, chào chị Phan Kim, em chào chị Linh Nguyễn nha, em chào cả nhà. Hello, hello. Hello chị Hà Yến, chị Thanh Trúc em chào luôn nè, chị Trần Bảo Trân em chào, chị Phan Lai em chào nha. Hello, hello tất cả các chị ha. Các chị ơi, thể Kim không? Các chị ơi, chia sẻ em Kim với, đúng rồi. Bút nào? Bút lông hả? Hay bút kia? Bút lông bên kia kìa. Chia sẻ giùm em, tương tác giùm em nha các chị. Tương tác, chia sẻ giúp em Kim nha. Cái này là có xếp rồi nha. Rồi các chị mình đang ở trong live tương tác và em Kim chia sẻ giùm em Kim. Các chị ơi, mùa này chỉ có một cách bán hàng là giảm giá thôi các chị, chứ không còn cách nào hết trơn các chị. Nên các chị mình lại ở trong live và em Kim từ đầu live cho đến cuối live ha. Mình tương tác và em Kim nha các chị, chia sẻ cho em với ha. Mong lắm những sự chia sẻ của các chị mình lắm luôn các chị nha. Sen đá nhiều không con? Sen đá hết rồi, còn có nhiều đó. Bên kia kìa. Rồi các chị ơi, em Kim lên sản phẩm bao nhiêu đây ạ? Hàng lô luôn ha, hàng lô luôn. Lên các chị mình 60.000 đầu like đi nha. 60.000 đầu like nha các chị. Các chị mình đang ở trong live tương tác với em Kim ha. Em lên sản phẩm 60.000 2 mét vải nha các chị. 60.000 đầu like, 60.000 màu like, rất là đẹp này. Lùa lành lùa mango giá 120.000. Bây giờ em Kim giảm các chị mình còn 60.000 thôi ha. Mango các chị mình ha. Các chị khách mới lưu ý nha. Các chị khách mới lưu ý là cho sổ để mình lên đơn cho nhanh nha các chị. Cho sổ. Chia sẻ hộ em nha các chị ơi. Rồi, 822 giá 60.000, chất liệu là lùa lành lùa mango, rất là đẹp. Đẹp lắm luôn các chị. Các chị mình ở online tương tác với em nha. 60.000 đầu la. Đây em lên rất là nhiều luôn, các chị mình cứ yên tâm nha. 60.000 đầu like, 60.000 đầu like. Cảm ơn chia sẻ tương tác nha các chị. Ủa, ơi. Cẩm nghe các chị ơi. Lùa lành lùa mango 120.000. Bây giờ đầu like em bạn các chị mình mà giá 60.000, các chị mình kèm theo chia sẻ để chốt đơn. Mango lên bồ, lên áo dài, lên đầm đều được, 60.000 mà 2 mét vải nha các chị. 60.000 2 mét vải. Lùa lành lùa mango giảm 50% cho các chị luôn. Các chị mình ở trong live với em đi, hôm nay em giảm hết nha các chị. Giảm hết, giảm bất chấp luôn các chị ơi. Trời ơi, mẫu này huyền thoại luôn á. Hoa hồng
Hoa hồng lùa lành lùa mango 120 giảm còn 60, 20 cài 60.000. Các chị nào lại comment cho em. Cả nhà ơi, thẻ em không? Vải sọc kim đăng đẹp quá hả? Vải sọc hay là caro? Caro chứ. Màu caro con cắt à, con ấy chứ không? 822 chị Nguyễn Liễu, chia sẻ giùm em nha các chị ơi. Caro của Hân Tĩnh á. Con cắt cho cô màu caro là màu hải. 959 chị Loan Tô. Cả nhà ơi, lên là lên luôn ha. Em chào chị Xuân Thanh nha, em chào cả nhà. Lùa lành lùa mango đang giảm các chị mình 50%, có 60.000 thôi nha. Mà các chị 60.000 2 mét vài, lên bồ được, lên áo dài được, lên đầm được. 961 chị Phan Thị Hảo. Caro nè các chị ơi, caro nhị nè. Trời ơi đẹp như thế này mà 60.000. Hỏi các chị mình đi đâu được giả này. Mất thật. Còn cả em lấy 60. Ly vừa đi mua đồ mới liên tục luôn ha. Chia sẻ mọi em nha các chị ơi. Dạ. Mua áo này hả? Có 100.000. Đẹp lắm. Mua mà cài ôm vậy em. Bây giờ em cái dạng em đẹp em nên mặc đồ ôm. 990 chị Gia Hân Phạm. 60.000 nha các chị ơi, 20 vài 60.000. Trời ơi, thổ cẩm mango. 919 chị Dương Thị Cẩm. Giảm 50% còn 60. Bữa nay bạn giảm đi nha. Đừng có nhìn nhận. 60. Rồi, cái này còn mấy cái khúc này. 976 chị Thơ Dương. Còn mấy cái khúc vải thô nè, vải thô giảm khách 50 luôn đây nè. Rồi em còn mấy khúc vải thô nha, các chị mình lưu ý ha. Vải thô em bạn các chị mình 50 luôn. Còn mấy khúc bạn cái thiệt. Rồi các chị ơi mình nhanh tay nha, vài thô em kim lên và giả 50.000 2 mét. 807 chị Huỳnh Kiều Trang. Rồi kim lên cái này là chất liệu vải thô giả chỉ có 50.000. Các chị nào mình chia sẻ thì mình mua được hàng nha, lưu ý giùm em, chia sẻ thì mua được hàng ha. 50.000 vải thô. 50.000 vải thô. Vải thô 50. Cần lắm lượt chia sẻ như của các chị mình nha các chị mình ơi. Cần lắm các lượt chia sẻ, cần lắm một tấm lòng chia sẻ các chị mình ơi. Vải thô 50. Vải thô có 50.000 nha các chị. Cái này lên cái gì cũng đẹp này, lên đầm hoặc lên áo kiều, áo khoác đẹp lắm nha các chị, vải thô này ha. 985 chị Thoa Phạm. 50. Vải thô có 50k thôi nha các chị ơi. Vải thô 50 2 mét vải 50.000 nha các chị ơi. Các chị mình đang ở trong live chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ lên trang cả nhân, chia sẻ lên hồi nhỏ ủng hộ em Kim với các chị. 877 chị Ly dễ thương, mà cái này dễ thương. Vải thô 50 các chị mình ơi. Vải thô 50 mẫu đẹp còn nhiều lắm các chị. Em Kim không có đăng hết đâu, đăng 1-2 mẫu thôi chứ không thể nào đăng hết được các chị. 989 chị Thơ Dương. Trời ơi nó đẹp, cái hoa nó đẹp. Có 50.000. Có 50.000 nha. Vải thô 50. Các chị ơi hôm qua mình nhận vải đẹp lắm, cảm ơn chị nha. 905 chị An Nhiên. Vải thô này có may được ra gội không chị? Được chứ, chị đi bùi. Được may được ra gội chứ. 983 chị Dung Phương. Rồi em kim lên lùa lành lùa mango tiếp tục giả 60.000 là giảm 50% nha các chị. Mango 60. Lùa lành lùa mango giả 60. Cả nhà ơi, cả nhà thấy em kim không ạ? Các chị đang ở trong live chia sẻ hộ em nha các chị ơi. Các chị thấy em không? Sao view thấp vậy nè? Sao view thấp vậy nè? Chất liệu này là lùa, này là chất liệu lùa mình. 60.000 2 mét vải, lên ao dài lên đầm đều đẹp các chị ha. 60. 876 chị Linh Nguyễn. Trời ơi bi. 969 chị Thơ Dương. Bi mango các chị ơi, bi mango đẹp quá trời cam. 60.000 2 mét vải. 2 mét vải mà có 60 các bác. Mèn ơi, lùa mình này bao hót sao còn đấy. Lùa mình bao hót sao còn đấy. Rồi cả nhà ơi, lùa mình dạ chỉ có là 60.000 2 mét vải 170, bây giờ còn 60. Cả nhà thấy em kim không, cho một chậm tương tác với cả nhà. Chia sẻ nha các chị ơi. 878 chị Ni Bùi. 962 chị Hai Nguyên. 945 chị Mai Tâm Nguyễn. Rẻ quá kệ luôn các chị, xuất sắc. Bi nữa nè. Bi đuổi các chị ơi, 60.000.
2 mét vải, lên bồ được, lên áo dài được, lên đầm được, giá chỉ có 60.000 thôi. Các chị nào lại comment cho em, đẹp xuất sắc. Mango nhé, lùa lằn lùa mango 60. Lùa lằn lùa mango 60. 887 chị Hương Cao. Rồi cái màu đuổi này nè các chị ơi, đẹp lắm luôn. Các chị đuổi rất là đẹp, giá giả chấm 2, giả 1.2, em giảm các chị mình 60 luôn ha. Đuổi 60, 60. Đuổi bông 60, đẹp quá. Có ít thôi nha các chị. 991 chị Liên Đào. 970 chị Hồng Phượng Phạm. 868 giá chỉ có 60.000. Các chị nào chỗ comment cho em, số lượng không nhiều nha các chị. Số lượng không nhiều. Hello chị Tuyệt Vân. Các chị nào mình đọc tên thì có đơn các chị mình ha. 6868 giá chỉ có là 60.000, rẻ chưa? 868 chị Trần Thị Loan, chị Huỳnh Kiều Trang 868. Chị Ni Bùi 868, chị Mai Tâm Nguyễn 868, chị Liên Đào 868. Thấy chị Thanh Hằng Bùi. Chị Hạnh Bùi 868, chị Kim Phượng 868, chị Thanh Bùi 868. Thì Thanh Bùi không có. Rồi cái này 3 mét, các chị nào lại 3 mét comment cho em 100. 3 mét 100. 3 mét vải 100 nha các chị. 3 mét vải 100. Cái hàng này 60. Chia sẻ like đi các chị ơi, cho em view lên 1k đi nào cả nhà mình ơi. Ừ, 60. Em chỉ còn 1 khúc 3 mét 100 thôi. 3 mét chị Thảo Hiền Nhà Mây. Cả nhà ơi, Von này. Von Thổ Cẩm 120. Trời ơi, đẹp quá các chị ơi. 120, 150. Bây giờ em giảm các chị mình còn 60, ok chưa? Giảm 60 thôi nha. 834, 60. Máy đủ bồ nha chị Tuyệt Vân ơi. Đủ một bộ áo dài luôn ha. À, một bộ đồ bồ luôn ha. Còn áo dài thì lên được một cái áo dài nha. 834 chất liệu là von hàng thổ cẩm, em đang lên và giá 60.000 nha các chị. Các chị nào lại comment cho em. Các chị ơi chia sẻ số lượng có giới hạn nha. Còn 60.000 2 mét vải von. Đẹp quá trời đẹp. Dạ bánh lóc các chị, mua này mà bạn như vậy thôi cho bạn sao được nữa các chị. Rồi von hàng 2 mét thổ cẩm giá chỉ có 60.000. Các chị mình lên áo dài này, lên áo zoom này, hoặc lên bồ, lên đầm rất là đẹp. Bồ gì kim mặc bao nhiêu? Áo kim mặc là 160, quần kim mặc là 100, là 260 nha. Ai 834 số lượng có giới hạn, có 60.000. Von thổ cẩm giá 60.000. Von thổ cẩm giá 60.000. 834 chị Trần Thị Loan, chị Huyền Văn 834, chị Trang Thúy Đặng 834, chị Dương Thùy 834. 834 chị Dương Thị Thùy Trang, chị Hồng Thúy Ly 834. Ai lấy đây các chị ơi. Có vài thô nữa không hả? Và muộn quá hả? Dạ và thô em hết rồi ạ. Rồi các chị nào lại màu này nữa comment cho em ha. 834 chất liệu von thổ cẩm giá 60 các chị nha. 60.000 thôi. Quá rẻ luôn các chị. Quá rẻ và quá đẹp ha. Bán gì cũng rẻ các chị ơi. Giờ này rồi không có bán gì mắc được đâu các chị. Bán gì cũng giả bèo nheo không à ha. Các chị nào thích phấn thảm thì em kim lên phấn thảm cho cả nhà nha. Trời cái đuổi đẹp. Rồi mẫu này là mẫu đuổi đẹp nha. Dạ 80 các chị ha. 80.000 2 mét. 834 chị Phượng Thêm. Đuổi đẹp 80. Ai chỗ comment cho em. Đuổi đẹp 80. 834 chị Huỳnh Mỹ. 895 dạ 80.000. Đuổi mềm rủ đẹp. Cái này mà lên gì cũng xuất sắc kìa. Cái này lên cái gì mà không xuất sắc. Có 80.000 2 mét đuổi. Mặt nó mát rồi rồi. Mặt nó mát rồi rồi. Có 80.000 2 mét đuổi. Các chị nào chỗ comment cho em. Bồ áo dài đầm chung. Cái gì cũng được. 80. Nhân tay các chị mình ơi. Số lượng có giới hạn thôi. Hello chị Diều Nghiêm. Hello chị Bảo Ngọc, em chào cả nhà nha. Hello, vải có co giãn không chị? Co giãn thoải mái luôn. À, thầy em không, thầy chị Dung Phạm nha chị ơi. Thầy chị Dung Phạm nha. Rồi ai chuột nhanh tay số lượng ít ạ. 895, 834 ai nữa ta? 834 chị Hồng Thúy Ly có rồi. Rồi 895 dạ có 80.000, 2 mét vải các chị ha. 1 mét trẻ lá có 40.000 các chị. 868 em hết rồi các chị ơi. Quá đẹp nha các rồi, chị mẫu nha. Mẫu đuổi này xuất sắc. 80.000. Ai chỗ comment cho em.
895 giá 80 nha các chị ơi. Quá rẻ luôn, cái gì vậy? Von. Von à? Von cái chữ này nổi tiếng lắm nè. Von cái màu chữ này rất là nổi tiếng nè. Thương hiệu đó. Rồi em lên một cái mẫu von cực xinh luôn. Cực xinh, bao nhiêu cái? Ôm tại cho có thả. Rồi. Cái màu von này cực xinh nha các chị. Lên bộ, lên áo dài, lên đầm gì cũng được nha. Mẫu von này cực xinh. Rồi. Chị Mai Anh Nguyễn cho em xin số điện thoại. Hello, chị Thùy Dương Nguyễn. 895 chị Thanh Bùi. Màu von có đẹp không các chị? Trời ơi, đẹp chưa? Cái này mặc bao thon ha. Rồi, giá 60.000 cho các chị mình luôn. Von giá 60.000 cho các chị mình luôn. Các chị nào lại mẫu này comment cho em 872. Các chị ơi, 2 mét von giá chỉ có 60.000, chạy ra 1 mét von có 30.000. Cái mẫu này mặc rất là cân, đặc biệt rất là thon người luôn ha. Tôn dạng vô cùng. Mẫu này các chị nào lại comment cho em 60.000. Dạ hạt dẻ nha. Hello chị Cách Tiên Nguyễn nha. Hello cả nhà. Hello hello cả nhà. Trời ơi đẹp. Đẹp 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 nha các chị. Trời đẹp quá các chị ơi. 72 tạm 72 cho em ha. Mẫu này các chị mình lên áo dài cũng đẹp mà lên đầm cũng đẹp. Cái kiểu nó như vậy nha, cái sọc nó như vậy luôn. 60 các chị mình ơi. Cá rô đúng không các chị ơi? 872 chị Ngân Hà Lê, 872 chị Mai Lê, 872 chị Hương Giang, chị Phát Gia 872. Chị Hoài Thanh 872. 70 hả chị? 60. Rồi cà rô nha. Cà rô. Cà rô lùa lành lùa mango nè, cà rô mới hot hồn hột nè. Các chị nào chốt mẫu này comment cho em 98 100. 98 100 lên sơ mi nam được, lên áo dài được, lên đầm được, các chị lên đồ bộ được. Thấy cảnh Sài Gòn thấy lương quả chị nhỉ ha. Sài Gòn đang thất thủ các chị. Sài Gòn đang thất thủ. Rồi ai lại màu này comment cho em ha. 100.000, 98 100, 98 100. Cả nhà mình rảnh vào xem like nha cả nhà ơi. Đừng có đi đâu ra khỏi nhà nha cả nhà. Bây giờ là chị có là ở trong nhà là an toàn nhất thôi các chị. 872 chị Trần Hương. Rồi, trời ơi cái mẫu này đẹp quá các chị ơi. Ai lên hỏi mẫu này comment cho em cái màu bao tay. Hôm bữa không có để like luôn đó các chị. Lên sơ mi nam cũng đẹp mà sơ mi nữ cũng đẹp mà lên cái gì cũng đẹp. Cái này là lên xuất sắc, số lượng không có nhiều đâu các chị. Chỉ 18 có 100.000. Trời ơi nó rẻ quá à. Vậy các bác ơi, thích mẫu nào ở trên lên luôn cả nhà. Thích mẫu nào ở trên là lên luôn. Lên luôn và ngay luôn. Vàng Anh này. Vàng Ảnh, Vàng Anh 107, bây giờ giảm 103 luôn các chị. 98 chị Ngân Hà Lê, chị Duy Điểm 98, chị Nguyễn Lài 98, chị Dung Kim 98, chị Liên Đào 98, chị Vân Hợp 98, chị Thủy Nguyễn 98. 130.000 các chị nào lại mẫu này comment cho em ha. 130.000. 130 các chị ơi, kiếm tiền phạt lương cho nhân viên các chị. Bây giờ mà kiếm tiền mà phạt lương cho nhân viên thôi là đủ khó rồi, chứ đừng có nói cái vụ gì mà áo có kim mặt bao nhiêu, kim mặt 1.6 thôi. 98 chị Nguyễn Hiền, 98 chị Thủy Thi Nguyễn, 98 chị Hồng Thắm. Bạn bây giờ buông bây giờ các chị ơi, chị cần có hàng bạn là thứ nhất, thứ hai nữa là có đùng vô đùng ra kiểm chảo cho nhân viên hấp. 98 chị Hồng Sam Cao. Rồi mẫu này vào bao sang bao chảnh nha, 103. Mẫu này là một cái mẫu hot vô cùng nha. Hoa bao tay và bao cân luôn ha. 130 130. 130.000 một áo và 180.000 một bộ. Lên bộ được, lên áo dài, lên đầm được các chị mình ha. Lên cái gì cũng được. Chị Duy Điểm có đơn rồi đó chị ơi. 130.000 một áo và 180.000 một bộ. Lùa Vàng Anh này là mặc rất là mát, có đồ co giãn thỏa mãi luôn các chị. Cái mã nó nhiều vậy các chị, đặc biệt cái chất này nè các chị, lên bồ cũng mát lắm luôn nha. 872 chị Hà Nguyên ba áo. Rồi cao 141 cho em. 131 áo, 181 bộ. Ai chuột mẫu này comment cho em ha. 131 áo, 181 bộ. 98 chị Nguyễn Được, 141 chị Trúc Cao, chị Ga Nội Thất Thùy Dung 141. Cái màu này sang lắm nha các chị nha. Cái mẫu này rất là sang luôn á. Các chị mình đi đâu mà mua được cái chạng 130.000. Chị Hoàng Kim cho lại số điện thoại chị ơi.
các chị mẫu này đi đâu mà cho được. Chị Hoàng Kim ơi, cho lại sổ đi để lên đơn. Chị Hoàng Kim 98 là chị Lâm Thị Bích Liễu. Rồi, ai lấy thì comment nha các chị ơi. 141, 130 ngàn các chị ơi. 130 ngàn, chất liệu là lụa vàng anh nha các chị ơi. Lên bộ, lên áo dài đều đẹp. Ui, cái màu này mà không lại là uổng lắm luôn các chị nha. Nó thật là uổng lắm luôn á. Nó đang hot, vô cùng hot nha. Chia sẻ like cho em với đi à. Cả nhà ơi. 141, chị Vi Khánh, chị Như Yến Đoàn 141, chị Lộc Huỳnh 141, chị Hương Giang 141, chị Lê Thúy 141. Chị nào hồi nãy chứ cho sổ lại đó em. Chị Hoàng Kim cho số điện thoại lại chị ơi. Chị Hoàng Kim cho sổ lại lên đơn chị. 141 chị Nguyễn Hằng. Chị Lộc Huỳnh có rồi. 141 chị Tuyết Vân. Các chị ơi, sen đã. Sen đã nè. Chị nào đã mua 300, 350 rồi đúng không? 141 chị Trần Hương. Vải đẹp xịu luôn. Cái mặt chị Nguyễn Thị Sàng. Nhưng bây giờ em bạn các chị mình xem đạn 160 thôi. Các chị lưu ý 160 kèm chia sẻ cho em. Đẹp lắm. Cái màu hoa nhị này nó thật các chị đổ các chị mình mua được đâu. Trời ơi nó sang. Cái hoa gì mà kinh xịu. Mình hàng bao mềm bao rủ. Mà đặc biệt là bao mình luôn. Xem đã nha em Kim đang mặc vậy nha. 160 một áo nha các chị. 160.000 một áo. Đẹp xuất sắc chưa. 141 chị Xuyến Hảo, chị Thanh Bùi 141. 160.000 một áo và 210.000 một bộ giả sĩ tầng gốc. Bạn các chị hai mẹ cùng dùng với bạn 1.000 mét luôn rồi đó các chị. Dùng với giả sĩ em Kim bạn cả ngàn mét luôn rồi đó nha. 160. Lên bộ đẹp, lên áo dài đẹp, lên đầm đẹp nha các chị. Rất là tưng. Rồi chuột đi cả nhà. Chị nào hồi nãy em xin sổ là cho chưa? Chị Hoàng Kim. Rồi ai K55 thì comment cho em. 160 một ảo và 220 một bộ. Đố các chị mình mua ở đâu được giả này. Kèm cho em chia sẻ nha. Giả này vợ chia sẻ cho em. Ai bộ comment cho em bộ. 55 chị Kim Phượng, chị Tú Khánh Ly 55, chị Trần Ngọc Quỳ 55, chị Dương Thùy 55. Đẹp ha. Trời đẹp quá các chị ơi, sen đá nha. 160.000 thôi các chị sen ơi. Sen đá mà bạn 160.000. 55 chị Dung Phan Thị My. Sen đã mà bạn các chị mình có 160.000. Lên bộ, lên áo dài, lên đầm bao xuất sắc. Các chị cái hoa cần, từng cành hoa, từng cành hoa nhìn nè. Trời ơi, ai thích mẫu hoa nhị thì chuột em này cho em nha. Rồi ai lại nữa comment cho em 160 nha cái chị nhà Kim ơi. Diện có 141. Rồi chị ơi cái 55 ơi. Chị Hương Giang 55 chị Ngọc Yến Huỳnh Thị 55 chị Huỳnh Kiều Trang. Nhìn lại cái mẫu này là mũi mặt rồi đó. Mình hàng mềm mịn rũ. Các chị lên bồ được, lên áo dài được, lên đầm được. Các chị giá có 130.000. Vàng ảnh, vàng ảnh 51. 51 cho em. 55 chị Trần Hương, 55 chị Thúy Hoàng, 55 chị Nguyễn Ngân. Cảm ơn con lại hàng đấy, lấy làm bớt đấy đó. À, teo măng gô á, lấy măng gô lấy sẽ làm lên lên biết lấy cái làm lên được đó. Rồi măng gô á, quên hồ măng gô. Vàng ảnh vàng ảnh dài 130 kèm chia sẻ cho em Kim. Lên bồ lên áo dài lên đầm đều được ha. Mèn ơi ơi mèn ơi mèn mèn ơi nó đẹp chi là. Nó đẹp chi là K51. K51 các chị nào lại comment cho em. 131 ảo và 180 một bộ chất liệu lụa vàng anh. Lên bồ mát, lên đầm mát, lên áo dài mát các chị ha. 55 chị Hương Duyên. Dễ thương vô cùng dễ thương. Dễ thương vô cùng dễ thương các chị mình ơi. Xuất sắc và xuất sắc. Cả nhà mình đang ở trong live chia sẻ cho em 51. Có đồ co giãn mặt mát rờ thôi là nó đủ mát rồi chứ đừng có nó mặt. 55 chị Nguyễn Thị Thu Thủy. 51 chị Trúc Cao. Chị Phát Gia 51. Chị Thu Linh 51 ai lấy đi các chị ơi. Ai lấy 51 rồi comment cho em ha. 51. Các chị thích mẫu nào ở trên nè. Đúng hơn đi ha. 51 chị Dương Thùy, 51 chị Loan Nguyễn. 130.000 thôi các chị ơi. Một ảo là 130.000, còn một bồ là 180.000 các chị. Khi em lại bồ là đã có quần luôn. Trời ơi. Nhìn cái hoa nè. Nhìn cái màu nè.
đẹp ngất ngay con gà tây các chị, đẹp nhất nắp. Đúng rồi, một bộ là 100.8 nha cả nhà. Cưng chưa các chị ơi? Rồi, lùa Đông Hưng, lùa Đông Hưng, lùa Đông Hưng và mắt chị mình 160.000 một áo và 210.000 một bộ là cái giá không còn gì để nói luôn. Đố các chị mình mua ở đâu được cái này? Các chị ơi, chia sẻ like giùm em với nha. Lùa Đông Hưng rất mềm, rất rụt và rất mịn các chị. Trời ơi, quá sang luôn. Và 210.000 một bộ lùa Đông Hưng. Nhức nhói nha các chị ơi. Cô bạn vải mặc áo dài đẹp quá hả? Em cảm ơn chị Tên Nguyên nha. Cảm ơn cả nhà. Trời ơi, cái hoa nè. Cái hoa. Nhức nhội chưa? 160.000 một áo lùa Đông Hưng các chị. 160.000 một áo và 210.000 một bộ lùa Đông Hưng. Á chủ comment cho em. Đông Hưng các chị ơi. Mèn ơi, Đông Hưng. Lâu like Kim like Đông Hưng một lần. Đông Hưng. 57 chị Anh Vũ, 57 chị Thủy Thi Nguyễn, 57 chị Tuyền Kim Ngô. Trời ơi, nó rẻ mà đẹp. Nó đẹp gì mà đẹp là luôn chứ. 160 ngàn thôi nha các chị ơi. Ai lấy, ai chốt, ai bức bông đi các chị ơi. Ai bức bông? Ai bức bông các chị kìa. Nó kêu ai bức bông là sao? Bức nó đi các chị ơi. Ai lại bông này không? Các chị ơi, 160.000. 160.000 một áo và 210.000 một bộ. Dạ các chị ơi, không bao vờ cỏ nha. 57 chị Nguyễn Hà. Không bao vờ ân tình lại sơ giang. Một tình yêu không bao giờ hai lần nữa. Các chị mình có thích Kim karaoke không các chị? Mai mốt Kim làm một live show các chị mình có chịu không? Tha cầu nổi đó. Nó bị tắt giọng đó. Trời ơi, những cái mẫu như thế này em lại các chị mình cũng lại tiếc vô cùng. Mua một sản phẩm rẻ trên 100.000 nha các chị mình nha. Mèn ơi, cân chưa? Rồi, lùa sen đã và các chị mình có 160.000 một áo luôn ha. 160.000 một áo, 210.000 một bộ, đẹp lắm nha. Đây, ai thấy hoa, thấy bông, thấy cành, thấy lá. Nó nhẹ nhàng mà nó rẻ mà nó đẹp. 160 một áo, 210.000 một bộ. Sen đã. Đông Hưng chị Mẫn Phan, 57 chị Sương Phan. Sen đã 160.000 một áo, 210.000 một bộ, giả sĩ từng gốc. Hàng từ ai đến Z, em Kim sản xuất trực tiếp, không qua bất cứ một cái trung gian nào hết các chị. Không qua bất cứ một cái trung gian nào hết luôn. Chỉ cần các chị mình mua và cho em Kim một lượt chia sẻ, em Kim cảm ơn lắm luôn rồi nha các chị ha. Rồi, ai chuột xem đã cho em. Rồi các chị ơi, xem đã 170.000 một áo và 210.000 một bộ. Cho em xem màu nâu xào 2. Màu nâu xào 2, rồi ok. Quá rẻ, đúng hơn, quên xem đã. 159 chị Huỳnh Văn Lộc, 159 chị Tuyền Kim Ngô. Trời ơi, đẹp quá trời xem đã. 159 chị Hương Giang. Ôi, Đông Hưng mình đẹp quá à. Quá sang luôn nha các chị ơi. Cần lắm một lượt chia sẻ nha các chị. Các chị mình chia sẻ mọi em nha các chị ơi. Lùa Đông Hưng các chị ơi, 170.000 một áo và 210.000 một bộ lùa Đông Hưng. Các chị mình ơi, chia sẻ cho Kim vào nha. Đẹp quá nè. Đông Hưng bực đợt này chất liệu về sang xịn sò luôn. Sang xịn sò nha các chị mình ơi. 160 một áo và 210.000 một bộ lùa Đông Hưng. Lùa Đông Hưng các chị ơi. 159 chị Thu Thảo. Chị nào lại màu này K147. K147. Nâu xào giữa em ơi. Ủa cái này đấy phải không chị? Cái này phải nâu không các ta? Màu vàng mà mày về chị. Màu vàng mà đúng hơn á. 57 nha các chị ơi. 57 em chuột chị Hồng Hành 57 đúng không em?
Rồi các chị nào chuột màu đây comment cho em ha. Vải đẹp người làm chị ơi ha. Cá một bụng bày các chị ơi, lùa này là chất liệu lùa đông hơn em đang giảm các chị mình 160.000 một áo và 210.000 một bộ. Các chị nào lại một bụng bày comment cho em màu này rất là cân. Màu này rất là cân đẹp quá chị Bảo Ngọc ha. Quá đẹp quá chị Bảo Ngọc. Ai lấy thì ủng hộ em nha các chị mình ơi. Các chị ơi 160 một ảo và 210 một bộ lùa sen đã. À quên, lùa đông hơn. Lùa đông hơn. Sen đã bao nhiêu vậy chị? Sen đã 160 thôi nha. Màu trắng mới mà gì vậy? Sen 159. Đã 159. 159 nha chị ơi, 159. 147 chị Bảo Ngọc, 147 chị Phát Gia. Chị Tuyền Thanh 147 ai lấy đi các chị ơi. Chị nói lại một bộ bài nè các chị ơi, một bộ bài nha. Chị nói lại một bộ bài nè comment cho em. Có 160 nha các chị. Trời ơi nó rẻ từng giá sĩ từng gốc các chị. Giá sĩ từng gốc các chị ơi. Các chị ơi chia sẻ giùm em. Lên von xin xò cân xỉu. Rồi. Ủa ai tên Thiền Trên hả? Thiền Trên hả em? Đúng rồi. Dạ 988 các chị. 988 giá chỉ có là giảm còn 50 luôn kèm chia sẻ. Ủa nó in hàng Trên hả? Đâu có in hàng. Đâu có in hàng đâu. Hello chị Mai ảo dài lên. Rồi con em đang giảm các chị mình còn 50.000. Các chị ơi các chị mình chia sẻ giùm em. Buồn quá Kim ơi hả? Sao vậy nè? Mình bị phong tỏa rồi hả chị Hồng Thu? Chị hát hay lắm à hả? Cảm ơn Cẩm Vân nha. Caro đăng lên chưa? Caro đăng lên rồi, còn nữa tỷ lên luôn Caro. Rồi bon 50.000, 988 50, 988 50 các chị nha. Hai trời mẹ... ơi đẹp quá các chị ơi. Hai mẹt bon còn 50.000 nha. Hai mẹt bon còn 50.000 kèm chia sẻ 988 50. Trời đất ơi nó đẹp. Mẹ ơi nó đẹp chứ lạ. Con 50 kèm chia sẻ các chị. 141 chị Nguyễn Chiến, 988 chị Phan Khang, 988 chị Huyền Văn, chị Trang Thúy Đặng 988. 988 chị Phương Thảo. 159 có vàng 4 chiều, không vàng không 2 chiều thôi nha. 988 chị My Linh Nguyên. Rồi, còn cả hết. 988 chị Thanh Hằng Bùi. Bạn các chị mình cái giả rất là bèo luôn các chị. Giờ là bạn cái giả rất là bèo luôn. Con xào củi chị ơi. Đuổi đi em. Dạ rồi, đợi em một xíu nha. Đợi em một xíu. 988 chị Ti Gôn Trương. Hết rồi em. Đúng rồi chị, chờ Ngọc Lũ ơi. Rồi em lên mẫu này là von luôn các chị ơi. Giảm các chị mình còn 60.000 thôi. 60.000. Xanh lạ cây trên cùng mà bao nhiêu vậy em? À xanh lạ cây chưa lên thì em lên nha, đợi xíu. Em hết rồi nha các chị ơi, hết 988 rồi nha các chị. Chốt dự dùng hết. Phong giao được không Kim? Dạ được, các chị mình là chuyển khoản cho em để cọc đi ha, để em giữ hàng cho các chị mình. Vũng Tàu coi chừng cũng bị giãn cách luôn rồi đó Kim ơi hả? Úi cha ơi, Vũng Tàu mà cũng bị luôn hả các chị? Rồi von 120 giảm 50% còn 60. 60.000 các chị, 924 cho em có 60.000 thôi. Giảm 50% luôn ha. Rồi có 2 mét 6 nè. Chị nào lại 2 mét 6 cho 90.000. 2 mét 6 90.000. Đẹp lắm nè, giảm 50%. 924 chị Thu Thảo, 924 chị Phương Võ, chị An Bình 924. Nhanh tay nha các chị ơi. Ok chị lụa nha. Vài đẹp kẹp kim quân. Cảm ơn chị Võ Thị Sẩu nha. Rồi 924 ai lại là comment cho em. Dạ chị có 60.000 2 mét vải nha. 60.000 2 mét vải các chị. Trời đẹp quá trời. 924 chị Đậu Thị Hải Yến, 924 chị Trí Đức. Vải đuổi màu có không hay là mẫu? Chị nào được không các chị ơi? Có 60.000 2 mét đuổi nha. 60 các chị ha. 924 chị Vân Hợp. Dạ có, chỗ em Kim cùng cọ đã các chị cũng đang giãn cách đó các chị ơi. Vẫn đang giãn cách.
924 chị Ti Gôn Phương, chị Trà Giang 7 áo. 5, 6, 7. 7 rồi chị nào nữa không ạ? 924 chị My Đăng. Rồi. 924 chị Huyền Vũ. Rồi. Rồi các chị nào lại nè comment cho em còn 3 chị kẹt rồi. Nha. Còn 3 chị kẹt rồi. Các chị ơi chia sẻ like giùm em với nha các chị. Chia sẻ like giùm em. Con ơi. Đèo ơi. Đổi cái này ra đi con. Các chị ơi em giảm dữ lắm luôn các chị mình ha. 924 chị Thu Thảo thêm chị Nguyễn Thị Minh Ngọc 924. Dạ em cảm ơn chị Sậu nha. 924 chị Lan Lê. 924 chị Tùng Hà cuối cùng em hết. Các em còn 2m6. Von Cúc Hòa My giảm các chị mình 50% còn có 60.000. Giảm 50% còn 60.000 Cúc Hòa My đẹp chưa? 2m6 chị Heo Lê. Giảm 50% còn 60.000 Cúc Hòa My rất là đẹp. Các chị nào lại comment cho em ha. 864 80. Hả? 90. 90. 924 3 tiếp ha. Hết rồi chị Trà Giang ơi. 8 hả chị? 924 hết rồi. Bon nha chị Nguyễn Thị Minh Ngọc ơi. Cúc Hòa My em đang giảm mất chị mình 50% còn 60.000. Cái mẫu này lên rất là dễ thương luôn á. Áo dài lên cái này là đẹp tương xỉu. Áo dài lên rất là ngọt ngào ha. Em có đọc được comment chị của chị mà da lên mà ta. Hoàng da đen không có chị ơi. Cái gì? Hoàng da đen không có. Hoàng da đen không có chị. Rồi màu này giảm 50% là 60.000 ha. Cúc Hòa My mẫu này giảm 50%. Các chị mình lên áo dài lên đậm mẫu này là xuất sắc các chị. Dạ đẹp quá các chị ơi. Đẹp lắm luôn. 864 nha các chị. 864 864. 864 chị Hồng Phương, chị Phan Khang 864, chị Phương Võ 864, chị Linh Nguyễn 864. Chị Ti Gôn Phương 864. Có 60.000. 60 60 các chị ơi. Rồi em có 3 mẹ các chị nào lại 3 mẹ comment cho em 100. 3m100 864 chị Như Yến Đoàn, chị Quỳnh Trang Nguyễn 864, chị Dung Kim 864, chị Lê Ánh Nguyệt 864, chị Trang Thúy Đặng 864. Giảm 50% còn 60.000 các chị nào chỗ comment cho em ha. Còn 60.000 chất liệu là von, von hàng. Hello chị Sương Nguyễn em chào cả nhà nha. Chào cả nhà. 864 chị Thanh Bùi, chị Phương Thảo 864, chị Huyền Vũ 864, chị Hoanh Bùi 864. 864 chị Quỳnh Trang có rồi chị ơi. Rồi con mày chiếc thẻ tạm. Chị Mỹ Hầu 864, 3m chị Oanh Vũ, chị Đức Nam Nam 864, chị Nguyễn Phi 864. Giảm 50% còn 60.000 các chị nào chịu comment cho em Cúc Hòa My. Cúc Hòa My chia sẻ cả nhà ơi. 864 chị Trang Thùy Đặng có rồi, 3m hết rồi các chị ơi. Rồi con 4 chiếc khác nha. Con 4 chiếc khác. Rồi em lên mẫu này lập thể chất liệu von này, cái này ba chưa bao giờ có màu von mà lập thể như thế này nha các chị. Chưa bao giờ có von lập thể mà cân xỉu như thế này. 864 chị Trang Lê, 864 chị Ánh Lê. Von lập thể, các chị ơi giảm các chị mình còn 60.000. Hết 3m rồi các chị. Giảm von lập ủi đẹp chưa? Trời ơi. Nó lạ vô cùng luôn. Von lập thể giảm các chị mình còn 60 ai chỗ comment cho em 857. Hết 8 hết 3m rồi các chị. Các chị nào lại màu này comment cho em 857 giá 60.000 chất liệu là von lập thể rất là cưng các chị, von lập thể. Các chị mình đang ở trong live cho em Kim mày lượt chia sẻ nha. Cho em mày lượt chia sẻ, cho mày lượt chia sẻ đi các chị. 857 các chị nào lại comment cho em 60.000 von lập thể. Lên áo dài lên đầm hoặc các chị mình lên áo kiểu chân vẫy đồ đẹp lắm luôn các chị ha. Các chị nào lại comment cho em. Hello chị Anna Vân, lâu ngày quá chị yêu. Trời ơi xuất sắc. Có 60.000 thôi các chị. Giảm 50% 60.000 con lập thể ha. 857 nha cả nhà ơi. Cả nhà ơi, cả nhà ơi chia sẻ giùm em với. Mày hôm nay các chị mình hỏi con lập thể nhiều lắm mà đâu hết trơn rồi. 857 chị Lê My, chị Hương Mai, Hương Giang 857, chị Anna Vân 2 áo 857, chị Phương Võ 857. Có 60.000.
Trời ơi, có 60 à, các chị lập thể bao đẹp nha các chị nha. Rồi, cái này mình lên cái gì cũng sang, đặc biệt các chị mình phụi quần rất là dễ luôn ha. Quần gì có ở nhà mình phụi cũng vô hết. Hello chị Thùy Nguyên, chào chị. 857 chị Thu Nguyễn. Rồi, chị nào nữa nè. 857, 857. Chị Nguyễn Tuyên 857. Rồi, lên mango cả nhà thôi. Mango lập thể luôn, có 100.000. Mẫu này là đẹp xuất sắc, nhìn vô là việc đẹp rồi đó. 100.000 lùa lành lùa mango lập thể 100.000. 866 cho em, 866 lên màu xanh trên xào trên cổng. Ok chị Hồng Hành đời Kim Tỷ nha. 857 chị Hoanh Bùi, lùa lành lùa mango 100.000. Các chị nào lại mẫu này comment cho em. 866 các chị đẹp vô cùng, không có nhiều đâu các chị. 857 chị Nguyễn Duy, 857 chị Trí Đức. Rồi các chị nào 866 lùa lành lùa mango 100 rất là cưng, cưng ơi là cưng luôn, dễ thương vô cùng, lập thể nha. Lập thể lên bồ, lên áo dài, lên đầm gì mẫu này không bao giờ mặc rồng mẫu ở ngoài thị trường nha các chị ha. Còn trời ơi, đẹp lắm nha các chị ơi. Đẹp lắm luôn. Sen đạ này là xuất sắc này. Các chị lưu ý nha, sen đạ bên em kim cực kỳ mềm và rũ mịn luôn các chị nha. Mềm, rũ mịn, không dụng sen đạ chỗ khác nha. Chị Nguyễn Lai 866, chị Dung Phương 866, chị Tuyết Nhung 866, chị Cúc Đặng 866, chị Dương Thùy 866, chị Tuyết Vân 866, chị Hồng Be 866. Chị có cái này rồi mà giờ chị cũng thích may. Mẫu này là cũng thích may. Mẫu này là huyền thoại luôn rồi đó chị ơi. Các chị cái mẫu này là xuất sắc nha. Em kim cỏ rồi đó mà vẫn thấy là vẫn thích may cái kiểu này là đẹp lắm luôn. Các chị ơi, sen đã bạn lè và các chị mình một cái giá sỉ từng gốc giả chỉ có 160.000 một áo và 210.000 một bộ. Các em theo chia sẻ cho em ha, giá sỉ từng gốc nha các chị. 866 chị Tình Ngô. Chị nào lại K87 cho em. K87 K87 160 một áo và 210.000 một bộ. Chất liệu là lùa sen đã đẹp lắm luôn. 866 chị Ước Nam Nam. Các chị nào lại comment cho em, chia sẻ giùm em, chia sẻ giùm em. Các chị mình thấy sen đã của em không ạ? Cầm vô ướm vô người là nó rủ liền chứ không phải đơ nha. Các chị mình không có đơ. Đây em theo các chị mình xem cái mặt trong. Sen đã 160.000 một áo và 210.000 một bộ. Các chị nào lại comment cho em. K87, K87 đẹp lắm. Cái màu này lên rất là sang. Màu này lên đỉnh của đỉnh nha các chị. Ai chỗ comment cho em? Ai chỗ comment cho em? Trời ơi, mèn ơi. Cưng xỉu chưa? Như thế này mà không chỗ phải uổng vô cùng ha. Rồi K87. Dạ đi hàng được nha chị Tuyền Vò ơi. Đi hàng được nha các chị mình yêu ha. 160.000 và 210.000 một bộ. 87 chị Hương Giang, 87 chị Tuyền Kim Ngô. Các chị nào lại 87 comment cho em, sẽ đã 160.000. Cái mẫu này đẹp vô cùng, các chị mình về thử bên em Kim đi. Chị Đức Nam Nam có đơn rồi cỏ đó chị lùa ơi. Lùa trà mi không, lùa trà mi cỏ đó các chị ơi. Rồi các chị nào lại màu sen đã ném ượm lại các chị mình xem. Trời ơi, huyền thoại đây. Mẫu này là mẫu huyền thoại đây các chị ơi, rất là đẹp luôn, có 160.000. Mình hàng bao mềm bao rủ bao mịn. Bao mềm bao rủ bao mịn. Các chị nào lại comment cho em nha. 87, 87 có 160.000 thôi nha. 160. Ai hỏi mẫu gì nữa ta. 87 chị Dung, 87 chị Dương Ngọc. Con ra bông điều và bi cho cô đi con. Ra bông điều và bi. Chị, hồi nãy em không thấy nó, giờ tự nhiên nó thấy mình hay sao nó lên. Mở lên hả? Mở lên luôn hả? Ừ. Chắc vậy. Quỷ yêu vậy không? 87 chị Khánh Hoàng, 87 chị Lan Hương. Chắc vậy. Rồi em lên màu đùi bi nè, đùi mè nè. Bùi bi mè nè các chị ơi, dạng chấm 2, giờ dạng các chị mình 70 thôi nha. Kèm chia sẻ cho em mạnh mạnh đi các chị. Đuổi bi mè 70, 70 các chị ơi, 70.000 thôi.
70.000 chất liệu là đủ bi mè. Các chị ơi, 70.000, các chị nào lại comment cho em 998. 70 các chị. Chia sẻ mọi em nha các chị ơi. Dạ này các chị mình nhớ chia sẻ like giùm em nha. Dạ 70.000 chất liệu đủ rất là đẹp luôn các chị ơi. Lên bộ, lên áo dài, lên đầm đều đẹp, xuất sắc các chị mình ha. Các chị nào lại comment cho em 998. 998 giá 70.000. 2 mét vải có 70.000. Cái 87 chị Phạm Lộc. Cái 87 đẹp lắm luôn các chị. Ai lại 87 nữa không? Cả nhà ơi. Cả nhà ơi. Hôm nay bạn cái gì cũng rẻ các chị mình ơi. Trời ơi, 998 có 70.000, có chị nào tính được không ta? Con xích cái này qua, cái bao này qua giùm cô kìa con. Đẩy nó qua một tí. Các chị nào lại màu này cho em thấy chia sẻ cho em nha. 70.000 chất liệu đuổi co dạng này các chị. Thỏa mãi luôn, thẩm hút mồ hôi và đặc biệt mặt rất là mát. Vô cùng là mát. 998 chị Bảo Ngọc. Chị Lê Hồng Phượng 998, chị Ngọc Linh 998, chị Lương Hằng 998, chị Duyên Thanh Hồ 998, chị Huỳnh Lưu 998, chị Nhung Huỳnh 998, chị Quỳnh Trang Nguyễn 998. Ai lấy thì comment nha các chị. Đây, ơi. Các chị đẹp chưa? Đây các chị. Ok giường đơn hồi chiều, ok chị Phạm Lộc nha. Chất liệu là đủ co dạng thoải mái, lên bộ, lên áo dài, lên đầm đều đẹp ha. Em đăng lên và giá 70.000 thôi. Quá rẻ, quá xuất sắc ha. Mặc mát lắm nha các chị ơi. Chị Cẩm Vân 998, chị Ly Bích 998, chị Lưu Hồng Phụng 998. 998 các chị ơi. 87 chị hai chị. 998 các chị ơi, hàng đẹp giá rẻ nha. Bao các chị mình giá trên toàn quốc nha các chị. Bao các chị mình giá trên toàn quốc. 998 chị Ngọc Văn Kim, chị Trần Thị Kim Vân 998, chị Hồng Hạnh 998. Chị gái Lê cho em xin số điện thoại lên đơn, khách mới kèm số điện thoại giùm em nha các lên chị ơi. Mango tiếp đi chị ơi. Rồi lên luôn mango màu xịn sang sòn. Mango màu xịn sang sòn. Chị Diệp Nguyễn có 87 cho em. Chị Diệp Nguyễn chưa có số điện thoại nên chưa có đơn chị ơi. Chị Diệp Nguyễn cho em xin số điện thoại. Chị Diệp Nguyễn ơi, cho số để lên đơn chị Diệp Nguyễn ơi. 998 chị Nguyễn Nguyên. Còn chị này, Hoa chị Mai 998. Luôn mà em không bấm mà chắc. Bồ mà. Rồi các chị ơi, hello cả nhà. Caro tiếp tục nha, mẫu caro huyền thoại không có hàng đâu các chị ha. Dạ 100. Mango caro 100. Cái này mà lên Sơmi Nam báo xuất sắc luôn chứ đừng có mẫu cái gì. Các chị hay. 942 100. 942 100.000 chất liệu là mango nha các chị. Hello Thanh Trung. Cả nhà mình chia sẻ cho em. Mình muốn lại màu kim mặt cho mình 2m2 được không? Dạ không, có 2m thôi à. Chị gái Lê lại gì? 998 chị gái Lê. Rồi ai chuột màu này comment cho em kim ha. 942 100.000 mango. 942 100.000 mango. 942 chị Vi Khánh, 942 chị Trang Nguyễn. Có 100 caro nè các chị ơi, chị nào hỏi nè các chị. Caro huyền thoại không có nhiều nha các chị. Màu đỏ không có số lượng nhiều. Rồi cái mẫu này là bao mạc mà bao đẹp, bao hàng hiệu luôn. Ok chị Diệp Nguyễn. Ok chị Diệp Nguyễn 87 ok chị. Cao 164 nè các chị ơi, vàng anh giảm 130. Kèm theo chia sẻ cho em giảm 130. Cái 87 quá đẹp đúng không? Quá đẹp. 87 chị Sơn Phan Xuân. Rồi các chị nào chuột mẫu này là K164 lùa vàng anh 130 đẹp chưa? Logo thương hiệu như thế này các chị ơi, đẹp vô cùng, xuất sắc vô cùng ha. Hàng kim đẹp mà rẻ. Cảm ơn Thanh Trung. Kim ơi, xào giữa màu gì chị? Chị thích màu gì nữa? Kim lên nè. Ai 164 nhanh tay, em đang giảm 130.000 giả sỉ tận gốc, hàng sản xuất trực tiếp, không qua một cái trung gian nào hết, mà có cái giả như thế này nha các chị mình ơi. 942 chị Nguyễn Nhàn. Các chị mình ơi, bản giờ là kiểm chảo cho nhân viên thôi, không có lời gì đâu, nên ủng hộ nhỏ Kim đi các chị mình ơi. Nghe thảm mày được.
164 chị Loan Nguyễn, chị Lương Hằng 164, chị Dương Thùy 164, chị Lưu Ly 164, chị Lộc Huỳnh 164, chị Phạm Thị Mai 164. Hello Mai, phải Mai được không? À chị Mai khác, chị cha rồi chị Mai nhưng phải là Mai em. Thấy chị không? Thấy chị đó. Chị gì có rồi mà ta? Em thấy chị mà hình như chị có đơn rồi đó chị. Chị Hoa Tím đặt lại đơn mới đi chị ơi. Chị rồi. Hoa Tím chưa có đơn nha. Hoa Tím đặt lại nghe chị Hoa Tím. Đúng sổ đi em. Được rồi. Rồi, các chị nào lại còn mấy chiếc hết nè. Còn mấy chiếc là hết rồi. Xào giữa màu tím Huế đúng không? Trời ơi nó đẹp. Mèn ơi nó cưng. 164 chị Giang Phan, chị Lộc Huỳnh 164 có rồi. 164 chị Dương Trần. Ôi thôi rồi. Chị Nguyễn Nhàn có rồi. Ôi thôi rồi, mẫu này các bạn cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mẫu này có làm chị nào sao xuyển không? Trời ơi, đẹp quá các chị ơi. Đẹp quá các chị ơi, đẹp quá các chị mình ơi, có ai sao xuyển cái mẫu này không? 164 chị Dương Ngọc, chị Khoa Trịnh 164, chị Nguyễn Lan 164. Xem đã mà bạn các chị mình 160.000 chỉ có nhỏ kim sản xuất và bạn đường giả này thôi các chị nha. Nhỏ kim sản xuất, mê vải nhà kim nhất đẹp rẻ. Em cảm ơn chị Hương Vân nhiều nha. Các chị mình nói chuẩn như vậy là em kim vui lắm luôn rồi nha. Đó, càng vui là càng giảm giá các chị. 164 chị Tuyết Vân, 164 chị Nhung Trần. Rồi, K73, xem đã bao sang xịn sò mình hàng mềm rũ mịn. Đang lên với giá 160.000 một áo và 210.000 một bộ. Các chị nào chỗ comment cho em. Ủa chị Nhung Trân phải ở hải ngoài không? À, ở nước ngoài không? Lâu lắm rồi. Hello chị Kỳ Kỳ, cho xem sào củi ngoài cùng đi chị. Màu gì chị? Nói màu đi cho em kim dễ chọn nha. Cả nhà ơi, cả nhà ơi. Xem đã như thế này đã đẹp đủ đẹp chưa? Đã đủ làm các chị mình sao xuyển chưa? Tím Huế của kim này. Tím Huế là tím mộng mà tím mơ. 160 một áo, 210.000 một bộ. Bảo đảm mẫu này lên đầm cũng cân xỉu luôn ha. Áo dài cũng đẹp, đầm cũng đẹp. Ai chốt comment cho em. Nhìn chị với cái mày điện thoại nhìn chị mắc cười ghê luôn á. Không dụng chị Hà Bùi cho em xin số điện thoại lên đơn. Không dụng chị chút nào hết trơn. 73 chị tên Nguyên, chị Phạm Như 73, chị Đậu Thị Hải Yến 73, chị Hà Bùi cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị 70... Hà Bùi cho sổ lên đơn, chị Hà Bùi ơi. 73 chị Tuyền Kim Ngô, chị Kim Diện 73. Trời ơi nó sang. Nó sang, nó xịn, nó sò. 73 chị Quyên Ngô. Cho em xanh xào 2 hoa đỏ. Rồi em lên luôn, đúng không, đúng không? 73 chị Thanh Thoại Nguyễn, đồ, chị Đỗ Nghi 73. Trời ơi, có 160 một áo à các chị ơi. Giá xì tình gốc quá các chị. Có bằng một nửa giá người ta bán thôi nha các chị. Giá chuẩn quà ký mới hả chị Xuân Đào, em chào chị. 73 chị Hương Thu. Trời đẹp. Em là cái thiệt kệ bên em là độc không á các chị. Mỗi mẫu nó một cái thiệt kệ khác nhau hoàn toàn. Đỉnh luôn á, phải dùng cái từ là đỉnh mới được. Như thế này thì làm sao chịu nổi, chốt cho em. 73 chị Hà Bùi, chị Sơn Phan Xuân 73, chị Châu Thị Liễu 73, chị Kim Diện 73. Chị Tên Nguyên có rồi. Đúng hơn 160 một ảo, 210.000 một bộ, giả sĩ tầng gốc đúng hơn nha cả nhà ơi. Đúng hơn 160 một bộ K19. Đẹp quá. Đẹp quá các chị ha. Rồi các chị nào chuột màu này comment cho em. 160 một ảo, 210.000 một bộ, giả sĩ từng gốc. Các chị nào thương kim yêu kim cho kim lực chia sẻ. Thank you. Shop nhà kim vải đẹp giá rẻ à, thì không có shop nào bằng nữa. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Đỗ Nguyên nhiều. Cảm ơn chị. 73 chị Thị Lý. Rồi ai chuột comment cho em. Có đứng thân xanh dương không? Em mà nhớ không, không cách gì mà nhớ nổi hay cách gì. Cứ cho sản xuất giờ không nhớ còn mẫu nào. Một ngày mà like, ba like thì làm sao nhớ được luôn các chị ơi. K19 chị Bảo Ngọc, chị Minh An K19, chị Lưu Ly K19, chị Tuyền Kim Ngô 39. 160.000 một ảo, 210.000 một bộ, giả sĩ từng gốc.
sắp một riêng cùi đỏ chị rồi, ok em lên liền, ok 164 chị Phạm Thị Mai thêm tài đó là quả đẹp và quả xuất sắc nha cả nhà ơi, mà đặc biệt cái giả là của em Kim này, các chị mình thấy cái đường chày ở trên không ạ, sản xuất trực tiếp không qua một cái trung gian nào, em bán rất là mềm. Vài đẹp quá chị Kim ơi, nhưng tiền không có thì nhiều để mua mua ý cũng được không sao đâu các chị. 70 MK19 chị Nguyễn Nguyên, ai lấy thì comment nha các chị, ai lấy được cứ comment cho em. K19 chị Lê Quỳnh Như đẹp quá, mấy mẫu này xuất sắc quá. Các chị khỏi màu đỏ ở trên màu đen ở trên không thì Kim lên cho các chị mình. Trời ơi cái màu nó tay. Lùa vàng ảnh vàng anh dạng các chị mình có 130.000, lên bộ lên áo dài lên đầm đều được ha. Lên bộ lên áo dài lên đầm đều được 130.000. K175. K175 130. Thế nào mẫu nào cũng mê, quả đẹp các chị, không có thiết kế nào trùng cái thiết kế nào hết. Các chị mình thấy không ạ? Không thiết kế nào trùng mẫu nào. Áo cái mặt 1.6 thôi chị Như Xuân Đào ấy, cái mặt 1.60 sen đá. Rồi em đang lên lụa vàng anh 130.000 một áo và 180.000 một bộ K175. Cái này mặc rất là mát nha. Lên sen đá đỏ đi chị, ok chị. Mặc rất là mát, lên bộ cũng đẹp lắm này. Màu này là bao tay. Hàng em rất đẹp, cảm ơn chị Kim Ngô. Mình ơi. Lên hết đi chị để em mua luôn. Ok, lên hết thì khi nào mà hết chị Bảo Ngọc ơi. K175 chị Ngọc Vàng Kim, chị Thanh Thoại Nguyễn 175, chị Nguyễn Tường Vi 175. Quá đẹp đó, 130 thôi các chị ơi. 130 cả nhà ơi. Dạ em Kim bạn bao yêu thương. Vân Phạm đi em ơi. Vân Phạm và các chị. Chẳng học sinh đi cô, rồi đời siêu ha. Bi vàng chị ơi, rồi đời luôn. Ủa cái 175 con mày thiệt lại chết hết các chị ơi. Trời ơi, nó cấn xỉu. Có 130. Có 130, để cho em Kim thiệt đi. 130 nha chị Phạm Thị Mai ơi. Có 130.000 nè chị. Sen đá. Trời ơi, đứng quá trời luôn, sang tay. Cái hoa vừa sang vừa tay vừa cân, xuất sắc. 175 chị Phạm Thị Mai, chị Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Phương Thảo 175. Rồi cả nhà ơi, sen đã hôm nay em Kim lên 160.000 các chị ha. 160.000 một ảo và 210.000 một bộ sen đã. Các chị. 175 chị Linh Phạm. Đẹp chưa này. Nhìn cành hoa lạ cành này các chị. Đó. Từng cm luôn. 160 một ảo và 210.000 một bộ. 175 chị Dương Ngọc. Vải nhà em đẹp quá, mua nhiều giờ chị chờ chở đi bán dạo được luôn. Dạo được không luôn. Vừa đẹp vừa rẻ các chị. Lại cho cô lụa ngọc bích màu trắng và thêm lụa bảo anh đi con. Lụa vệt đồ gì đó có màu trắng nữa đó cô Lai ở dạy học sinh. Rồi các chị nào chỗ K179 comment cho em ha. K179 đẹp xuất sắc. Có 160 thôi. Giá sỉ từng gốc nha các chị. Mua 1000 mét cùng giả này mà các chị mình mua 2 mét cùng giả này luôn á. Nha. K179 chị Nhân Đào, chị Tuyền Kim Ngô 179, chị Anh Vũ 179. 160.000 một áo. 210.000 một bộ nha các chị. Chị đang hai áo lại chưa? Rồi chị nào K179 nè comment cho em. K179 160.000 một áo và 210.000 một bộ. Một cái giá sỉ tận gốc luôn cả nhà ha. Giá sỉ tận gốc luôn, xuất sắc, đẹp lắm luôn á. K175 chị Xuân Phạm. Đó các chị. Rồi các chị nào chỗ comment cho em. Lâu có cái mẫu nó sang nha. Mèn ơi. 179 chị Dương Trần. Trời ơi. Cần chưa cái hoa này. Hoa như thế này thì thôi chết người. Rùng tim.
rồng tím. Trời, đỉnh nha, đỉnh nha. Cả nhà ơi, sen đã nha. Sen đã các chị ơi. 170.000 một ảo và 210.000 một bồ K48. 179 chị Trung Nguyễn, chị Thi Lý 179. Dạ ha, sen đá nha chị Diệp Nguyễn ơi. Sen đã nha các chị ơi, sen đã mà bạn chấm sậu thôi. Sen đã mà bạn các chị mình xì từng gốc 160.000 160.000. Hôm nay chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm, nay có like cô Ba Sài Gòn không? Cô Ba Sài Gòn để em quay cỏ không nha cả nhà ha. Em không có nhớ luôn á. Rồi các chị nào chuột màu này comment cho em K48 cho em. Trời ơi các chị ơi, chốt liền tay cho em. Lên áo dài, lên đầm gì mà không sang nè. Hello chị Gia Hưng áo dài. Rồi các chị ơi, nhanh tay mẫu này nha, đỉnh luôn. Cái này lên đầm cũng sang và lên áo dài cũng sang. Có 160.000 thôi các chị ha. 210.000 à, một bộ mà một ảo 160.000. Em Kim bạn là coi như là không có gì để nói nữa luôn á. Chị Như Xuân Đào mê hả chị? Trời ơi đẹp quá các chị ơi. Đẹp quá mà mẫu nào màu nãy cũng có trùng nhau. Cá 48 chị Gia Hơn áo dài, chị Dung Thị 48, chị Trần Hồng 48, chị Hồng Hoa 48, chị Anh Na Cơ 48, chị Nguyễn Thị Lan Anh 48. 48 các chị ơi. 48 cho em có 10 chiếc này. 48 chị Dung Thị. 48 lên cái màu vàng luôn cho nó hết xào. Chị Dung Thái 48 lên cái xào mê chết luôn cái. Mà cái này lên bà xui mặt cũng báo cân các chị ơi, nó thật luôn á, sang mà chảnh nữa. Trời ơi, hoa như thế này nè, làm sao các chị mình chịu được đây. Sen đã 160. 48 chị Nguyễn Duyên. Sen đã các chị ơi, 160.000 một ảo và 210.000 một bộ các chị. K64 cho em nha, K64. 48 chị Vũ Nhật. Đẹp chưa, xuất sắc. Và các chị ơi, rẻ đẹp. Em gọi lên sập hồi chiều đưa lên không Kim. Nãy lên hết luôn rồi đó các chị. Nãy lên hết luôn rồi đó các chị. Rồi mẫu này cũng là sen đã. Ai chuột comment cho em. Sen đã. Dũng trời mưa quá ta. À cái quạt thôi nha. Sen đã. Các chị nào chuột màu này K64. 160.000 một ảo, 210.000 một bộ. Em Kim đang bạn các chị mình một cái giá sỉ từng gốc luôn. Sỉ từng gốc luôn. Các chị mình mua từ gốc ở sản xuất ở đây luôn. Nên các chị mình cứ yên tâm nha các chị ha. Yên tâm cho em. Xách cái bao này ra cho cô con. Hello chị nhà Mai Linh Hương nha. Chào các chị mình luôn ha. Chia sẻ các chị. 64 chị nhà Mai Linh Hương. Chị Hà Bùi 64. Chị Tuyền Kim Ngô 64. Con tụng vẫn chiều nay nè. 64 cả nhà ơi. 160.000 một ảo, 210.000 một bộ. Các chị mua một sản phẩm bên em Kim á là rẻ 100/100.000 so với mua những shop khác nha. 48 chị Diệp Nguyễn, 64 chị Phát Gia, chị Hoài Thanh 64. Quá đẹp, quá sang đẹp nha. Rồi, các chị. Rồi 64 đi các chị. Dòng nọ thì ngọt như mía lùi, vải đẹp giả mềm. Cảm ơn chị Nguyệt Đỗ, Nguyên Đỗ. 64 chị Nguyễn Hằng. Nhà Ngọc Bích không có trắng tinh các chị ơi. Đó các chị mình thấy hết luôn rồi đó. Giờ nó lên hàng mới kìa, thấy không? Từ trên xuống dưới không còn cái mẫu nào luôn. Thay mấy lần rồi. Thay ba lần rồi chị đó. Để dành luôn đi con. Nguyễn Phi, chị Nguyễn Thị Phương Thảo 64. Bỏ ở giữa sao giữ cho cô. Bảy ba nguyên bộ này. Xanh đã lên này con. Xanh đã lên, xanh kẹp luôn. Đúng hơn xanh kẹp luôn để cho chị bán. Không ha. Đó, đúng rồi. Lên sạch lên sao giữ vậy đó. Quy con. Bung điều cho sao giữ. Các chị cái mẫu đuổi này là bao đẹp luôn ha. Mẫu đuổi này bao đẹp. Các chị ơi, thấy hàng mới lên đẹp không các chị? Cho một lượt chia sẻ. Thấy đẹp cho em kia một lượt chia sẻ nha. Cái này cưng chưa này? Xỉu luôn á. Mẫu này là xỉu lên xỉu xuống được luôn á. Đó. Thấy không? Đuổi nha. Đuổi nha các chị. Chơi lợn luôn. Giảm các chị mình 70 luôn. Em chơi lợn giảm 70.
Em chơi lợn giảm các chị mình 70, ok chưa? 64 chị Mỹ Hầu. Chị Quế bùi hỏi đi kìa. Cái mặt quần con 1m1 à các chị. Cảm ơn chị Bò Yên đẹp lắm, cảm ơn chị. Rồi em chơi lợn mẫu này chị cọp 70.000 chất liệu đùi á chuột liền tay cho em. 70.000 chất liệu đùi nha. Các chị nào ngày mai nhân viên gọi nha chị Bé Quế Bùi ơi. Các chị nào lại comment cho em 70.000. Hôm nay chưa gọi thì mai nha các chị. Rồi các chị nào chuột màu này là tạm 70, dạ 70.000 2m đùi. Cái này lên cái gì cũng đẹp, lên cái gì cũng cân. Lên cái gì cũng cân nhũng với con cân vậy đó các chị. 70.000 quá rẻ xuất sắc. Quá rẻ cả nhà ơi. 870 chị Ngọc Vàng Kim, 870 chị Nguyễn Hà. 870 chị Hoàng Hợi. 870 các chị ơi. Có 70.000 2m vải nha, các chị nào lại comment cho em, chất liệu là đuổi. 64 chị Đỗ Nghi. Ai lấy 870 thì comment nha các chị ơi. Trời ơi, nó đẹp lắm luôn các chị mình ơi. Coi. 870 chị Phan Hằng. Cái lô này cô muốn giảm cho nó banh nóc. Lấy lùa ngọc bách màu đi, ok. 870 chị Anh Nguyễn, 870 chị Trang Nguyễn. Các chị ơi, cái này 1.2 này, bây giờ các chị này chia sẻ mạnh cho em nha. 870 chị Trang Lê, 870 chị Lê Thị Thanh Thủy. Chia sẻ mạnh cho em, mẫu này giờ bạn 70.000 luôn ha. À 902, 70.000 luôn. 902, 70.000 mango. Rồi các chị nào có Trà My không, chị Trà My và màu hay Trà My à? Chị Lê Tiến nhắn chị tin đi chị ơi. Có gì nhân viên làm cho mình nha chị. Rồi các chị nào lại màu này comment cho em 70.000 trái chim mango. 870 chị Xuân Phạm, 870 chị Thanh Bùi. Trái chim ngọc chu. Anh yêu em đến ngàn xu. Các chị ơi ai lại trái chim comment cho em 70.000. Trời đẹp lắm nha các chị ơi. Màu tím phía sau lưng, rồi ok đợi tí nha. Em mới vào là chị mà màu vải nào cũng đẹp, muốn mua hết luôn hả? Cảm ơn chị Bảo Ngọc nha. 907 chị Quỳnh Trang Nguyễn, 907 chị Dương Trần. Ai lấy đi các chị ơi, trái tim. Trái tim ngọc tù 70.000 thôi các chị nha. 907 chị Nguyễn Tường Vi. Trời ơi nó đẹp. Nó đẹp có 70.000. Lùa lành lùa mango 70 á chỗ comment cho em. Số lượng có giới hạn nha các chị. Số lượng có giới hạn nha các chị mình ơi. Mẹn ơi. Rồi cái này còn ít, em giảm mất chị mình con 50. Lùa satin co giãn thỏa mãi mặc bao mát, giảm mất chị mình còn 50. Mấy mẫu này 50 là còn một chiếc thôi nha. 50 các chị. Lùa satin còn 50. Em vừa nhận vải đẹp rè, cảm ơn chị Tuyệt Thẩm, em cảm ơn ha. 870 chị Phan Hằng 2 áo. 870 chị Phan Hằng 2 áo. Cái này hả em? Trái tim chị. À trái tim. À đúng rồi. Cái chữ. Em cảm ơn chị Tuyết Thắm nhận vải rồi đẹp lắm, em cảm ơn chị. Rồi các chị nào lại màu này 50.000 luôn cho các chị mình luôn ha. Các chị mình nhớ chia sẻ nha. 120 em đang lên và giả 50.000 kèm theo chia sẻ. 120 lên giả 50.000. Trời ơi đẹp đuổi. 928 chị Nguyễn Liễu. Đuổi 50.000, đuổi 50.000 2m vải nha. Các chị ơi 2m vải 50. Rồi có 4 chiếc. Chia sẻ mọi em nha các chị ơi. Lên hàng giảm giá banh nóc nha các chị. Các chị mình có tin còn 50.000 không các chị? Có tin cái sản phẩm như vậy mà 50.000 không? 870 chị nào hai ạ? Ok. 870 chị Lê Thị Thanh Thủy thêm. 938 chị Lê Như, 938 chị Thanh Hằng Bùi. Các chị mình chia sẻ đi, em lên đuổi sản phẩm 50.000 này. Đuổi sản phẩm 50.000 chị 0450. 938 chị Tuyết Vân, chị Trang Nguyễn 938. Chị Nguyễn Tường Vi 938 cuối cùng. Chị không bụng dạ 50.
Trời ơi em giảm bánh nắp luôn á. Sốc hàng các chị ơi. Nhanh tay đó lấy giả sốc nha. Sốc nha các chị, giá sốc ai lấy nhanh tay các chị ơi. Nhanh đi các chị ơi, nhanh đi ạ. Chia sẻ giùm em nha các chị ơi. Năm luôn hả chị? Ừ. 904 chị Liên Loan. Chị Hồng Nguyễn 904. Chị Lê Sương Rồng 904. Dạ này là giá lỗ nha các chị. Chị Dung Kim 904, chị Thu Thảo cuối cùng. Rồi, 936 giả 50. 936 giả 50, 2 mét đuổi giả 50.000, 936 giả 50. 50.000 2 mét nha các chị ơi. 50.000 2 mét tải nha. 50.000 2 mét tải, nhanh tay các chị ơi. Nhanh tay giùm em nha các chị ơi. Nhanh tay lên nào bạn ơi. 936 chị Nguyễn Ngọc Hiền. 936 chị Lê Như, 936 chị Hồng Nguyễn. 936 chị Nguyễn Vàng Kim, chị Hoa Mai 936 cuối cùng. Rồi em lấy màu đuổi màu nha. Màu này là màu xanh đen. Nhiều lắm mà bạn, hết rồi con 7 chiếc thôi nha. Con 7 chiếc thôi. 847 giá 90.000, có dạng 4 chiều lên cái gì cũng đẹp ha. 847 giá 90.000. 90.000 2 mét vải đuổi. Các chị nào chỗ comment cho em, số lượng không còn nhiều đâu các chị. Bây giờ là giảm hết nha. Ai chuột màu này các chị mình ơi. Dạ chị có là 90.000 2 mét vải 847 nha. Không có nhiều. Chị Thanh Cao Thi cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị Phạm Thúy 847, chị Nhân Đào 847. 90.000 nha các chị ơi. Đuổi màu nha các chị. Màu xanh đen nhanh đi các chị ơi. Nhanh em lên nhiều màu các chị mình chọn. Co giãn 4 chiều luôn các chị ơi. Rồi ai nữa sẽ comment. Trời màu này cái gì mà đẹp thế. Wow, vỏ đầu nha. Lụa ngọc bích màu vỏ đầu. Nếu các chị nào đuổi mấy đồ bộ có co giãn không, co giãn thoải mái luôn. 847 chị Ngọc Linh. Màu vỏ đầu lùa ngọc bích các chị ai lại bồ lại hai sấp ha. Ui đẹp. Mà nó mềm mà nó mát mà nó co giãn 4 chiều luôn. Con 100.000. 847 chị Thanh Cao Thi. 847 chị Thúy Mạnh. 847 chị Nguyễn Nguyên. 847 chị nào lại mẫu này comment cho em. K30 bộ 100. K47 chị Nguyễn Thúy. K30 bộ 100 các chị. Một cho em xem sạm sao dưới. Rồi để em một xíu nha các chị. Các chị ơi hiện tại là em kim bạn vải rẻ nhất trên thị trường nên các chị mình cứ yên tâm nha. 847 chị Nguyễn Nhàn. Cái này chuột hạt lại về bạn các chị mình 250 á. Các chị mình tin không, em kim bạn 150 nha. Bây giờ hôm nay em bạn các chị mình có 100. Màu này màu vỏ đầu có 100.000 thôi ha. Ai lại bồ thì lại 2 sấp. Cái mình hàng nó mềm, nó mịn, nó rụ. Lên sơ mi được, lên bà ba được, lên ao đầm được, lên ao dài được, lên đồ bồ được các chị. Đẹp vô cùng luôn các chị ha. Nha các chị. Rồi các chị nào lại comment cho em. Ok chị Lê Tiện má nhân viên gọi cho chị nghe, yên tâm nha. Rồi chuột đi các chị ơi. 34 chị Lê Sương Rồng, chị Quỳnh Trang Nguyễn 34, chị Hương Nguyễn 34, chị Lộc Huỳnh 34, chị Nga Thanh 34. Các chị ơi màu này là màu mới luôn á. Đẹp lắm luôn. Có 100.000 2 mét tải. 1 mét chày đó còn 50.000 nha. Chị Thi Nguyễn 34. Hello chị Thi Nguyễn. Ai 34 nè, 100 thôi. 34 chị Hoàng Huy. Cũng chất liệu này chuột hạt lại bạn các chị mình 250 nha. Em bạn có kỳ mình có 100 thôi. Ai ủng hộ thì cảm ơn nhiều lắm đó các chị. Ai ủng hộ thì Kim cảm ơn bao luôn. Các chị ơi nhiều vô kể. Lên màu satin. 34 chị Nga Kim. Lên một màu satin. 34 chị Như Ý Trần. Satin 170. Satin 170 giờ giảm mất chị còn 100. Màu real. Cái hàng giảm giá là có số lượng thôi các chị ơi, có đọc tên là có đơn. Chị ra lại màu này K129 có 100. K129 giá 100. Em phải chị mình lên trần mà. À áo kim mặt có trơn không giặt không. 34 chị Hào Huy. Ok chị Ngọc Linh nha. Rồi các chị là chuột màu này lùa satin 100.000, có đồ co giãn đặc biệt, lên áo dài lên đầm rất là đẹp luôn. K12 chị ủng hộ em Kim nha các chị ơi. Ủng hộ cho Kim có tiền phạt lương cho nhân viên.
mua gạo nấu cháo chứ còn mua gạo nấu cơm. Rồi ai lại bồi lại hai shop shopping. Các chị mình thấy em Kim mặc shopping mặc đầm chưa? Một tấm có mấy đủ một bộ không? Một tấm là mấy đủ một bộ đồ bộ nha các chị, một tấm là mấy đủ một bộ đồ bộ, còn một khúc như vậy là mấy đủ một cái áo dài. Nếu ai lại bồ thì phải lấy hai shop shopping nha. 129 chị Thi Nguyên, chị Ngọc Dung Nguyễn 129, chị Thanh Lê 129, chị Nguyễn Nguyên 129, chị Dung Nguyễn 129, chị Thúy Mạnh 129. 100 100 ai lấy nhanh tay comment giùm em nha các chị. Còn 3 chiếc kết. 324 như quên rồi. Còn 324 như đó các chị. Wow, 129 chị Vũ Nhật. Không có 3 mét các chị ơi, lấy 2 khúc giùm em nha. Lụa ngọc bích màu xanh đen. 129 chị Xuyến Hảo. Lùa ngọc bách màu xanh đen giá có 100.000. Trời ơi cái hàng đã dễ sợ đạn. Các chị nhìn cái hàng nó đã dễ sợ đạn chưa? Về lên máy áo sơ mi cho ông xả cũng đã nè. À lên màu tiện vừa ok, xong bảo này mình lên hàng tinh xào luôn ha. 129 chị Anh Nguyễn hai áo. 129 chị Dương Thị Hằng. Các chị nào lại màu này comment cho em. Chị 40 các chị giá chỉ có 100.000 lùa ngọc bách. Chị nào không biết thì người ta lại cái chất liệu này nè các chị, về đặt một cái tên khác bạn các chị mình 250, 200 vô tư nha, vô tư luôn. Rồi màu xanh đen ngọc bách chị 40 cho em có 100.000 thôi, 20 bạc. 129 chị Minh Nguyễn hai áo. Rồi màu xanh đen còn ít thôi em. 34 chị Nguyễn Thị Quế. 940 chị Thi Nguyễn. 940 chị Nguyễn Nguyên. Em mặc một kim mặc 160.000 sen đá nha các chị ơi. Chị nào lại 940 màu xanh đen còn 100 thôi nha. Các chị 940. 940 chị Hạnh Sơn. Satin đen chị Tuyết Nguyễn. 940 chị Lê Ánh Nguyệt. Rồi. Không có ba mẹ các chị. Rồi còn ba cải hiệp 940 rồi. Còn ba cải hiệp 940 rồi. Trời ơi nó đẹp. Lùa này là chất liệu lùa tử đằng các chị ha. Cái kia 250 giờ em kim bạc các chị mình có 150 tử đằng nha. Hàng là kim sản xuất trực tiếp không qua một cái trung gian nào hết nha các chị, từ khâu thiết kế đến khâu lên sản phẩm luôn. Nên bạn cái giá các chị mình mềm hơn so với thị trường rất là nhiều. Trời cái hoa. Chị Võ Thị Thanh Trúc cho em xin số điện thoại 940 chị Lưu Ngọc Phụng, chị Nguyễn Phương Hân 940. Rồi mẫu này dạ là chỉ có 150.000 K33. 940 chị Cúc Đặng, chị Nguyễn thì tỉnh 940. K33 các chị nào chủ comment cho em dạ 130.000 các chị ha, K33. K33 nhanh tay các chị mình ơi, nhanh tay luôn, đẹp quá trời. Lùa tử đằng có đồ co giãn thoải mái và đặc biệt mặc rất là mát luôn các chị nha. Mát lắm luôn, ai đã mặc rồi thì rất là thích. Chị Minh Nguyễn là đổi số kìa. Rồi các chị nào chuột màu này K33 150.000 một áo. Áo dài hay đầm hay len cái gì cũng bất chấp các chị nè. Bất chấp các chị mình là đẹp lắm luôn á, chị giá hơn áo dài ơi, lâu ngày quá. 33 chị Bảo Ngọc, chị Mỹ Trang 33, chị giá hơn áo dài 33, chị Trung Nguyễn 33. Kim mặt chị Nguyễn Bích Vân. Chị Thi Nguyễn 4 áo 33. Đẹp quá các chị ơi, lên cái gì mà ấn sang các chị. Chị nào 33 nè, từ ủng hộ em Kim nha các chị ơi. Chị Xuân Nguyễn 33, chị Thi Xem 33. Chị Nguyễn Phi 33, trời đẹp quá các chị ơi. Đẹp chị Nguyễn Văn Lộc 33. Chị Thinh Nguyễn 33. Chị Dương hàng. Chị Dương Trần 33, chị Lan Hương 33, chị Lê Ánh Nguyệt 33. Rồi lùa này là lùa vàng anh già các chị 130 thôi ok à, không ạ? Cá sấu 1 130. Các chị mua muộn lại bồ thì nhân viên gọi điện chuột đơn là nhân viên là cắt quần cho các chị mình ha. Chị Thảo Nguyễn cho số điện thoại chị ơi. Cắt quần còn 50.000 nha các chị. Dạ không có miễn ship nha các chị, tiền ship 20k toàn quốc nha các chị ơi. Tiền ship 20k toàn quốc. Các chị mình mua một sản phẩm bên em Kim rẻ từ 50.000 cho lên trên 100.000 rồi các chị. Nên các chị mình đừng có nghĩ tiền ship 20.000. Ở đây nó thật các chị. Em đưa cái gì mà sản phẩm tốt nhất, cái giá gì mềm nhất để các chị mình rồi ha. Chị Nga Huỳnh 33, chị Lê Chiến 33, chị Phan Hằng 33. K61 các chị nào lại K61 vàng anh 130.000 lên bồ lên áo dài bao đẹp cái mẫu này luôn. Đẹp lắm luôn ạ. Chị Lưu Ngọc Phụng 33. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn ơi, cô lên Sài Gòn ơi. 33 chị Hoàng Thủy. K61 cả nhà ơi. 61 chị Phạm Hằng, 61 chị Thi Nguyên.
Chị Nga Mai 61, chị Nguyễn Hồng 61, chị Ngọc Vàng Kim 61, chị Thi Xem 61, chị Giang Phan 61, chị Dương Trần 61. Trời ơi đẹp quá các chị ơi, chiếc lá nha các chị ơi. 61 em bạn có 130 về may đồ bộ mặc cho mát mùa hè nha. Chị Bùi Tuyết Oanh 61. 33 chị Nguyễn Ngọc Nguyễn Thị Huế. Mèn ơi sen đã nè. Chiều nổi không bà con, cái sen đã kim rất là mềm, rất rụ và rất mềm bạn 160 thôi. Chị Sơn Phan Xuân 61. Chị mở nhận vài ấn ý lắm luôn. Dạ em cảm ơn chị Lan Hồ nhiều ạ. Chị Nho Lê cho em xin số điện thoại lên đơn. Cá 10 160.000. Lên bồ đẹp, lên ao dài đẹp, lên đầm đẹp các chị. Rất là đẹp luôn, không phải là đẹp không đâu nha. Sen đã mềm rũ mịn luôn. Ai chụp mẫu này ca 10 cho em. Cả nhà ơi chia sẻ cho em kim vợ nha các 6, chị. 61 chị Hạnh Dương. Lên tiệm xào dừa đi kim còn tiệm nữa hả? Dạ rồi để em lên tiệm các chị mình nha. 61 chị Gia Hân Huỳnh Phạm. Mua mấy bộ mà chưa may mua tiệp đi kìa chị Nguyễn Nhung ơi. Mua tiệp đi rồi may một lần luôn. Ca 10 đẹp chưa? Chịu nổi không? Cái này mà lên cái gì không đẹp các chị. Cái này là lên cái gì cũng định hết ha. K10 chị Bảo Ngọc. K10 chị Gia Hơn áo dài. Chị Trà Giang hai áo K10. Ai lại bồ không? Chị Trà Giang ơi, cái vạt của em kim là bao mềm nha, không dụng ngoài thị trường nên tự yên tâm nha các chị. K10 160. Ai lại bồ thì comment cho em kim bồ. Chị Nga Mai K10, chị Dung Phan Thị My K10, chị Phát Gia K10, chị Dung Mỹ K10, chị Hào Huy K10, chị Ly Bích K10. Đẹp quá mà, còn 160.000. Giá xị mà xị từng gốc luôn á các chị nha. Dù lại 1.000 mẹ cùng giả này đó các chị, hai mẹ cùng giả này. Chia sẻ nha các chị ơi. K61 chị Nho Lê có đơn. K10 chị Tuyền Kim Ngô. K10 chị Lê Thị Thanh Thủy. K10 chị Trí Nguyễn, Trí Nghĩa. Đây. Chị Trí Nghĩa comment thiếu số điện thoại, comment lại đùm em cho chị ơi. K10 chị Hà Bùi, chị Lanh Nguyễn K10, chị Sương Nguyễn K10, chị Nguyễn Bích Vân K10, okay, chị Gia Hân, chị Ngọc Bích K10, chị Giang Phan K10. Chị Võ Thị Phước Thạnh cho em xin số điện thoại lên đơn, chị Trí Nghĩa comment lại số điện thoại giùm em nha chị ơi. Rồi đẹp trên cả tuyệt vời, 160.000 một áo và 210.000 một bộ các chị. Các chị nào lại mặc này comment cho em ha. 61 chị Mỹ Hầu. K10 chị Bích Vân có rồi, K10 chị Non Thi. Chị Hồ Hòa cho số khách mới comment số nội giùm em nha chị ơi. Các chị khách mới vui lòng cho em kiếm sổ lên đơn. K12 bộ 160.000 một áo và 180.000 một bộ các chị ơi, đẹp lắm luôn. Trời ơi nhìn này mèn ơi. 61 chị Dung Mỹ. 61 chị Phan Hằng hai áo. K10 chị Nguyệt Thu. Rồi K12 bộ 160.000 một áo, 210.000 một bộ. Các chị nào đang ở trong live cho em kim nhận lượt tương tác và nhận lượt chia sẻ nha. Khách mở lưu ý cho em luôn sổ điện thoại để lên đơn nha các chị ơi. Đẹp quá. K10 chị Nguyễn Trang. K10 chị Trí Nghĩa có đơn. 160.000 một áo và 210.000 một bộ các chị ơi. 210.000 một bộ nha. K124 cho em các chị. Chị Thi Xem K124. Chị Mỹ Hầu K124, chị Lộc Huỳnh K124, chị Lanh Nguyễn K124. Chị Hà Bùi K124. Chị Tuyền Kim Ngô 124. Chị Võ Thúc Phước Thạnh K10. K124 các chị mình ơi, chị nào nói bi đúng không? Em lên bi nè. Bi này là sen đã nha. Một em mê vải mua về ngậm hả chị Nguyễn Nhung, về ngậm là vui rồi. K10 chị Võ Thị Phước Thạnh. K124 chị Thúy Nguyễn. Đẹp chưa cả nhà ơi, sen đã 160.000 một áo. Cái này các chị mình phụi quần màu đen là đỉnh luôn ha. 124 chị Thi Nguyễn. 124 chị Trí Nghĩa. Rồi các chị nào chuột màu này K70 cho em. K70 160.000 một áo. Lên bồ đẹp, lên áo dài đẹp, lên đầm đẹp các chị ơi. Chia sẻ like cho em vợ nha. 124 chị Nguyễn Thị Kim Dung. Cái này các chị mình phụi quần đen là định đó các chị. Chấm bi nha các chị.
chị ơi, bao độc, bao đẹp, bao lạ luôn. Các chị nào lấy thì comment nha các chị. K70, K70, 160.000 một áo và 210.000 một bộ. Các chị lùa sen đã nha. Sen đã màu này rất là cưng luôn các chị. Các chị nào chủ comment cho em. Lên lùa được, lên áo dài được, lên đầm được, có đồ co giãn rất là thoải mái luôn các chị ha. Có đồ thoa giãn, co giãn, có đồ co giãn. Các chị nào lại comment cho em, chia sẻ các chị ơi. Lên cái loại màu nâu luôn con, loại màu nâu sen đã luôn, và mẹ cái bông rìu lại luôn con. Lên mẹ bông rìu cho con. Rồi lên cái màu lùa vàng anh mẫu huyền thoại nè. Cái mẫu này là mẫu hay khe. Nó cưng ui đẹp. Trời ơi nó đẹp. Nó rất là đẹp luôn. Lùa vàng anh 130, các chị nào chỗ K174 cho em 130. K70 chị Võ Thị Phước Thạnh, chị Tuyền Kim Ngô K70. K174 các chị nào lại comment cho em. 130.000, 130.000. Trời ơi đẹp. Đẹp mát mẻ mùa hè. Lên bộ, lên áo dài, lên đầm là xuất sắc. Các chị K174, K174 nha. K70 chị Trí Nghĩa, K70 chị Như Ý Trần, chị Nguyễn Hồng Huỳnh Hoa K70, 124 chị Trần Tình. Rồi các chị nào chuột màu này là K174, các chị nào lại comment cho em. Dạ chị có 130.000, lên bồ, lên áo dài, lên đầm đều đẹp lắm luôn ạ. Giấy xích này cộng với hoa hồng, bao cân. Bao cân, ai lấy mấy cái này là quần đỏ là mặc định luôn á. Chị Dung Vũ cho em xin số điện thoại, cho em xin số điện thoại lên đơn nha chị Dung Vũ ơi. Chị Ngọc Bích có rồi. 174 chị Nguyễn Quỳnh Nga cho em xin số điện thoại, khách mới kèm số điện thoại giùm em nha các chị. Quỳnh Nga cho sổ lên đơn chị Quỳnh Nga ơi. Đây các chị. Các chị khách mời vui lòng cho sổ để lên đơn nha các chị ha. À, các chị, nhiều chị chờ khách mời lắm nè. Chị Dung Vũ cho sổ đi chị ơi. Rồi, ai này màu này comment cho em. 174 chị Thinh Nguyễn, K70 chị Vi Khánh, 174 chị Hoàng Thùy. Rồi, ai này 174 nè các chị, 174, 174. 174, 174 nha. 61 chị Hà Trần Nguyên. Em lên vải màu. Vải màu này là chất liệu lùa sen đã màu ruốc nè. Hello chị Tiêu Bản. Màu này là màu ruốc luôn, đỉnh ruốc, chuẩn ruốc luôn nha. Chuẩn ruốc luôn, 160. 174 chị Dung Vũ. K187, 160.000. K187, 160.000. Trời, đẹp, xuất sắc. Xuất sắc và nó là xuất sắc luôn các chị. Rồi, chỗ phải màu các chị. K187, 170.000. Lên bồ, lên áo dài, lên đầm đều sang. Có đồ co giãn bao thỏa mãi các chị mình luôn. Đặc biệt nó rất là rụ và mềm nha các chị. Kim ơi vải đẹp mà hết tiền rồi. Rồi các chị nào chỗ comment cho em. Chị nào hỏi mẫu nào ở trên ạ? Màu tím ở trên đúng không? Sen đá đẹp nè các chị, cái màu ruốc đẹp nè các chị, ai lấy đi các chị ơi. À lên màu tím. Đây màu tím. Màu tím nè các chị ơi. Rồi em lấy màu tím này, lùa tử đằng nha các chị. Lùa tử đằng vàng các chị mình còn 150, 150 các chị. 150.000 lùa tử đằng. Cái này hoa trên ngực, cái hoa dị tài gì cũng đều sáng hết đó nha cả nhà. Hoa ở đâu cũng sáng. Chị ra chỗ cái này comment cho em K45. Bông đỏ lợn nền nâu đi chị hả? Kim ơi và chị dồn đơn đi chị nhà em mai một. Hết dịch chị lại bên chị dịch quả trời. Ok chị Úc Lê. Sắm xào giữa ok luôn. Trời đẹp quá các chị ơi, chốt nhanh các chị ơi. Chốt nhanh cả nhà ơi, K45, K45 nha. Hôm nay chị nhận vải rồi đẹp lắm Kim ơi, và em cảm ơn chị Đỗ Tuyết Tuyết nha. Quá đẹp mừng con 150.
có 150, chịu nổi không bà con? 45. 45 chị Lưu Ly, chị Thi Nguyễn 4 áo 45, chị Tiêu Bản 45. 5 áo. À chị Thi Nguyễn 5 áo 45. Chị Tiêu Bản 45. Chị Lưu Ly có rồi, chị Hoa Thanh 45, chị Trần Dao 45, chị Lê Chiến Bơ 45. Quá đẹp nha các chị ơi. Mà cái này đẹp lắm, lên gì cũng đẹp các chị. Áo dài hay đầm lên cái gì cũng xuất sắc các chị. 45 chị Phạm Hằng. Chị Tuyền Kim Ngô 45. Nguyễn Văn Lượng 45. Trời ơi, nó sang. Chị Đỗ Hội 45, chị Danh Thị Kim Ngà 45. Nó sang vô cùng cái màu này. Cái màu nâu này các chị ơi, nó đẹp quá trời đẹp, không chịu nổi các chị. Rồi, dạ mắt chị mình 130, K61. K161 chứ. K161 mắt vô hoa nhị cỏ nghe chị Hoa Vũ ơi. K161 130.000. Xuất sắc nha các chị nha, xuất sắc nha các chị ơi. Trời ơi nhìn này. Làm răng mà chịu nổi hỡi các chị mình ơi. 45 chị Hải Đăng, chị Hồ Hạnh, Hồng Hạnh 45, chị Dung Mỹ 45. Chị Lê Thị Minh The 45. Rồi các chị nào lại K161 130 cho em ha. K161 130 cho em, bao đẹp luôn ha. Chị Toàn Nguyễn cho em xin số điện thoại lên đơn. 33. 161 chị Tiêu Bản, chị Trung Nguyễn 161 2 áo, chị Bảo Ngọc 161, chị Lưu Ly 161. Chị Thi Nguyên 33 thêm 1 áo ok chị. 161 chị Nguyễn Thị Kim Dung, chị Dung Thái 161. Đẹp lắm nha các chị ơi. 161 161 các chị ơi. Nè, tè tí à. Cả nhà ơi chia sẻ giùm em Kim vợ nha, chia sẻ giúp em vợ nha các chị. Rồi Bi 161 chị Hạnh Sơn. Bi các chị ơi. Chất liệu lụa vàng anh dạ 130.000. K184 đơn giản nhẹ nhàng mà bao dễ thương. Đơn giản nhẹ nhàng mà bao dễ thương. K184 cho em. Hello chị Nương Phan, em chào các chị. Ngọt bích màu trắng không chị Hen, có ngọt bích màu trắng chỗ các chị luôn. Ok chị Trần Thị Mỹ Tiên. Rồi các chị nào lại màu này là K184 dạ 131 áo các chị ha. Các chị mình muốn phối quần màu gì thì nói nhân viên em phối cho các chị mình, cái quần có 50.000 thôi nha. Các chị nào lại K184 comment cho em. 184 các chị ơi. 184 chị Thị Xem, chị Trần Hoa 184. Chị Hồng Nguyễn 184, chị Nguyễn Duy 184. Rè, đẹp. Chị mặt. Hạnh Dương 184. Lên bộ, lên áo dài, lên đầm gì cũng được các chị nha. Dễ thương chưa? Trời ơi, có 130.000 thôi các dễ chị ơi. Dễ thương chưa? 184 chị Nguyễn Quỳnh Hoa. Ok chị Mỹ Tiên. Rồi ai 184 nữa nè. 184. Chị Hào Huy 184. Chốt đi chị Sen. Chị Ngọc Bích 184. Cho em xem cải xám trên xào. Cải xám trên xào đợi em siêu nha. Xám trên xào sen đã dạng 170 nha các 160 nha các chị. Xám đợi trên xào đơn giản nhẹ nhàng mà bao dễ thương nha. 184 chị Nguyễn Hồng, 184 chị Loan Nguyễn. Cái này lên đầm cũng cân lắm nha các chị. Cái này lên đừng còn bao cân nha, sen đạ 160 ha. Lấy không phổi quần hạt kim. Khi nhân viên gọi điện tờ, các chị mình cứ nói nhân viên phổi quần nha các chị. Có satin trắng không? Có satin trắng nha các chị. Rồi 160 ai lại comment cho em. 184 chị Cúc Đặng. Ai lại comment cho em. Rồi cái mẫu điện thoại nè. Cái này nó đẹp lắm. Cái mẫu này nó đẹp mà nó tay vô cùng tay. Trời ơi. Cái này có bảo được không ta? Có làm các chị mình sao xuyển được không ta? Có ai sao xuyển mẫu này không? Cực kỳ đỉnh luôn.
130. Trời ơi đẹp chúa. Đẹp chúa. Cái này mình lên đầm cũng đẹp, mình lên đồ bồ cũng đẹp các chị. Rồi ai lại màu đây comment cho em. K99 139 130 130. K99 130. 130.000 130.000 K99 nha các chị. Hết rồi, gậm sừa khô ly màu trắng là hết rồi nha các chị. Trời ơi, cái chị mới chuyện như thế này không chỗ cả nhà ơi. Cái hoa nó đẹp vô cùng xuất sắc. Các chị mình lên bồ, lên áo dài, lên đình gì mà không được các chị. Lên cái hoa nhị đi hả, đợi em một xíu nha. 99 chị Thị xem, chị Lãng quên 99. Chị Trần Hoa hai áo 99. Chị Nguyễn Tường Vi 99, chị Lưu Ly 99, chị Nguyễn Hà 99, chị Hương Nguyễn 99, chị Hồng Hoa 99, chị Nguyễn Yên 99, chị Lan Nguyễn 99, chị Nguyễn Hồng 99, chị Lê Ánh Nguyệt 99, chị Hoa Hồng Xanh 99, chị Tuyền Kim Ngô 99, chị Nguyễn Dung 99, chị Nguyễn Như 99, chị Hạnh Dương 99, chị Quỳnh Trang Nguyễn 99, chị Hương Văn 99. Đẹp quá các chị ơi. Trời đẹp nữa nè. Chị nào lại 99 là comment cho em nha các chị. 99 lên bồ, lên ao dài, lên đầm đều đẹp các chị. Trời đẹp quá. Chị Thúy Nguyễn 99. Chỗ hoa hồng xanh có rồi. Trời ơi, cái mẫu này bảo nữa rồi. Các chị ơi, cho một lượt chia sẻ đi cả nhà ơi. Chị Thú Hiền 99. Cho em một lượt chia sẻ đi cả nhà ơi. Chia sẻ hộ em nha các chị ơi. Chị Nga Thanh 99. 160.000 một ảo và 210.000 một bồ. Các chị nào lại mẫu này comment cho em. K195 160.000 một ảo và 210.000 một bồ. Đẹp lắm luôn. Đẹp lắm luôn. Sao cái eo em bự dữ vậy? Em bượm lên đây. Cái eo em bự vậy các chị. Vì sao? Ở nhà mà ở nhà kiểu này là không bước chân ra khỏi nhà là sẽ tăng cân nữa. Hôm nay em con của em mắc cười lắm. Con của em rất là mắc cười. Nó kêu mẹ ơi, ngày bắt đầu ngày mai mình tập thể dục gấp đôi nha mẹ. Hỏi sao vậy con? Con phải mẹ mà đơm cơm thêm. Nó kêu là ngày mai bắt đầu, ngày mai là tập thể dục gấp đôi các chị. Trời ơi, bỏ tay thằng con luôn. Rồi AK195 comment cho em. 160.000 một ảo, 210.000 một bộ. Chất liệu lùa sen đã nha các chị. Sen đã, các chị ơi. 99 chị Lê Thị Thanh Thủy. 195 chị Trần Hoa. 195 chị Lanh Nguyễn. 195 chị Phát Gia. 99 chị Thơm Đậu. 195 chị Su Ca. Ai lấy đi các chị mình ơi. Các chị ơi, cái mẫu này rất là đẹp mà em kim ượm lên sao thấy cái bụng bự quá. Đẹp lắm luôn á, sang vô cùng sang. Cái màu này là đỉnh luôn các chị. Các chị nào chỗ comment cho em ha. 195 chị Dung Phan Thị My. 195 chị Tuyền Kim Ngô. Lên kia ảo tiệm hoa cam. Rồi ok các chị mình. 195 chị Nguyễn Thủy. 195 chị Nguyễn. 195 chị Nguyễn Như. 195 160.000 một ảo, 210.000 một bộ. Các chị ơi lo các chị mình ơi. 195 chị Thơm Đậu. Chị Trần Hoa hai áo 195. Chị Thúy Nguyễn 195. Chị Thanh Cao Thi 195. 195 chị Trung Nguyễn. Màu đỏ bên kia đây. Rồi cái mẫu này cũng là cân xỉu. Xuất sắc. Là chứ là. Gọi là chứ là đó các chị. Lùa này chất liệu lùa vàng anh giảm các chị mình chỉ còn 130.000. Các chị K199 cho em. Trời ơi đỉnh he. Đỉnh he các chị. Bao cân bao đỉnh luôn. Cả nhà ơi, cả nhà mình ơi, chia sẻ giùm em Kim vậy ha. Và Tương, ồ đẹp quá. Mẫu này đẹp quá Ly ơi. Nhức nhói nha các chị ơi. Cứng ghê ha. 195 chị Lan, Lan Trần. Cái này là hàng công ty thiết kế mới có nha các chị ơi. Cái này là hàng công ty thiết kế mới có, cho nên không có đà trà nha. Hàng em thiết kế mà ra như thế này ha. Kim thiết kế tầng gốc. Các chị mình cứ yên tâm cho em. 195 chị Chính Nghĩa, Trí Nghĩa. 199 chị Lưu Ly. Chị Trần Hoa hai áo 199. Chị Nguyễn Thị Kim Dung 199. Đúng hơn luôn con. Chị Hải Đăng 199. Rồi chị nào lại nhanh tay, nhanh tay. 130 nha các chị ơi. Có 130.000, 130.000. 130.000 một ảo các chị. 199 chị Tiêu Bản. Trời ơi đẹp lắm các chị ơi. Về lên đồ bộ mặc cũng sướng nữa ha. Mà lên áo dài phong cách này thôi đẹp lắm luôn á.
các chị. Đẹp quá trời. Như thế này mà làm răng mà chịu nổi chứ chị Hỉ. Chứ chị Hỉ. Hỉ hỉ. Hỉ hỉ. Chia sẻ like và các bác ơi. Ui rồi xong. Cái hoa chi lạ. Cái hoa nó đẹp chi lạ. Hoa đẹp chi lạ. Chất liệu là lụa vàng anh K144 các chị. K144 giá chỉ có 130.000. Các chị mình nhìn này. Nhìn cái hoa cho em nha. Rồi chốt nha. Có đồ có dáng thoải mái. Và đặc biệt không ai bán giá này. Đặc biệt không ai bán giá này. K144 130.000 một áo. Các chị nào chỗ comment cho em 130. Dễ thương vô cùng và đẹp vô cùng. Trời. Cái này là cái độ tuổi nào mặc cũng được, không có suy nghĩ luôn. Hoa như thế này là làm sao mà chịu nổi. Nhĩ như thế này mới gọi là nhĩ nha các chị mình ơi. Rồi chụp đi cả nhà ơi. Đã chị Nguyễn Quỳnh Nga cho em xin số điện thoại lên đơn. Khách mới kèm số điện thoại giùm em nha các chị ơi. Bông bi. Ai lấy thì comment cho em nha. Số điện thoại các chị ơi. Rồi khách mở cho sổ chị ơi. Chị nào sổ. Chị Đỗ Hồng Lê cho sổ chị ơi. 144 chị Hồng Nguyễn. Chị Trần Hoa 144. Chị Tô Hồng Vinh 144. Chị Nguyễn Như 144. Cái mặt chị Phạm Hà. 130.000 các chị. 130.000 một áo. Các chị nào lại quần em Kim tỉnh các chị mình cái quần 50.000 thôi ha. Khi nào nhân viên chụp đơn thổi quần mình như sao mà cả ném thổi quần sẵn ấy. Thổi sẵn đẹp sẵn. Rồi bưng cuối giờ mới bưng lên. Các chị nào lại comment cho em ha. 144 chị Lan Nguyễn, 144 chị Nguyễn Thị Tỉnh. Đẹp quá. 144 chị Nguyễn Tường Vi. Rồi các chị nào lại comment cho em. 144 chị Ga Nội Thất Thùy Dung. Chị Đỗ Hồng Lê 144. Trời ơi, lên một mẫu vàng anh nữa xong là em lên chất liệu, thay đổi chất liệu nha. Chị Huê Phan Thi 144, chị Lý Thanh Thùy Linh 144. Chị Phạm Thúy 144. Các chị ơi, đẹp không? Đẹp không? Cho Kim một lượt chia sẻ các chị mình ơi. K32. K32 131 áo các chị ha. 131 áo, 181 bộ K32. Cân chưa? K32. Chị nào chỗ K32 comment cho em. 131 áo và 181 bộ. Các chị nào chỗ comment cho em. Chia sẻ like cho em rồi ha. Chia sẻ like cho em. Lên bộ, lên áo dài, lên đầm đỏ bao mát. Mát lắm luôn các chị. Nhanh tay lên các chị mình ơi. Nhanh tay lên các chị mình ơi. Hàng đẹp mà giả lại rẻ. Bèo nhèo như con mèo. Nhấp nhổi. Rồi 32 chị Hồng Nguyễn. 32 chị 36 chị Hồng Nguyễn. 36 chị Phát Gia. Chị Hoài Thanh 36. Ai lấy đi các chị ơi. Em Kim lên một cái mẫu này. Lùa ngọc bích co giãn 4 chiều. Màu này là màu hồng phấn phải không lấy? Quá đẹp luôn các chị ơi. Hồng phấn. Quá đẹp luôn. Rồi màu hồng phấn các chị. 100.000 một áo 2m nha. Màu hồng phấn 100.000 một áo 2m. Ai lại bồ thì lại 2 sấp K35. Rồi K35 cho em. 100.000 100.000. Cái này nãy cô bỏ còn 36 chị Lê Nhật. 36 chị Nguyễn Như. Ủa trong này không còn hả? Có trong này có. Rồi các chị nào lại màu này 100.000 nha. K35 2m phải lên bồ được, lên áo dài được, lên đầm được nha các chị. Dạ chỉ có 100.000 thôi. Trời ơi cái màu này em Kim bị khi mà lên lắm nha các chị. Ai chỗ comment cho em ha. K35 Ai lấy thì comment nha các chị ơi. 100. Ai chốt comment cho em. 100. Không sợ rồi em ngủ đi em. Hơi đâu. Dồn đơn nghe em. Dạ ok chị. Các chị ơi cái đuổi này có tuyệt vời không mặt trời không nè. Cái đuổi này có tuyệt vời không mặt trời không. Nhưng em giảm các chị mình ha.
em giảm các chị mình chỉ còn là 70.000 thôi. Càng đẹp thì càng giảm giá. 120. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán đấy các chị ơi. 80.000. Chị Nguyễn Thị Huế K35. Rồi 888 giá 70.000, các chị nào chỗ comment cho em 70.000 hai mét vải đuổi nha. 70. Hello chị Nguyễn Dân, đợi em xíu nha, màu đỏ trên sao ok chị. 888 giá chị 70.000, chất liệu là đuổi, ai chốt thì chốt liền tay cho em, số lượng có giới hạn. Bánh nóc chưa cả nhà ơi, thì em kim bánh nóc chưa ạ? 888 chị Tuyết Vân, chị Nắm Nguyễn 888, chị Ngọc Bích 888. Tám 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 giá 70 các chị ơi. 888 chị Nguyễn Hồng. Đặng cái giá này là hết luôn rồi đó các chị. 70.000 hai mét vải, lên bộ lên áo dài lên đầm đều được nha, màu mẫu này rất là cưng. Chị Lê Thị Thanh Thủy 888. Rồi. Ship bao nhiêu? Dạ 20 chị ơi. Bi xanh đi chị, bi xanh ở đâu ạ? À? 70. Rồi các chị nào lại 888 là comment cho em đang giảm có 70.000. 120 giảm 70.000 nha các chị. Chị Chí Nghĩa 888. Rồi con ít là hết rồi nè. Ai lại nữa các chị ơi. Chị Kim lên màu xanh lạ sao dưới. Màu xanh lạ nha, sao dưới nhất nhũi. Chị Thịnh Nguyễn 888. Chị Ngọc Châu 888. Màu xanh lạ dữ nhất dội quả lên luôn cho các chị mình cho hot. Trời đẹp quá. Chị Thúy Nga 888. Dạ thấy chị. Thấy chị, thấy chị nào? Như chị qua thấy chị nào? Chị Dung Phan chị Dung Phạm. Nói vậy chứ. Các chị màu xanh lạ lùa sen đã rất là sang. Chị Vân Vân 888. 300 giờ giảm các chị mình còn 160 nha, K76 160.000. Có đang 3D không? K76 giảm còn 160.000 các chị. Các chị nào chỗ comment cho em. 160.000. Chất liệu là sen đá các chị ơi, màu xanh lá. Dễ thương quá. Cái này mình lên gì cũng sang trời. Lên cái gì cũng đẹp, lên cái gì cũng sang các chị ơi. K76 cả nhà ơi, K76 160.000. Có 10 chiếc thôi nha các chị ơi, có 10 chiếc duy nhất. Ganh tì bệnh lý ghê luôn. Cái dạng gì nó đã quá tèo hả? Tèo. Cao quá nó quýnh chết. Không quá này, thích mấy đứa nhỏ thôi. Đâu, em con cũng cao mà. Hello chị Phạm On, á chuột màu này các chị K76 nha. K76 160 dạ rẻ ơi là rẻ nha, xị từng gốc á các chị ơi. K76 chị Nhung Phai. Rồi ai nữa các chị ơi? Dạ sen đá là không có trắng các chị. Ai nữa các chị ơi? Chị nào hỏi đỏ ở giữa sao giữa này? 76 chị Đỗ Diệu Nguyễn, chị Phạm Hà 76. Em bạn rẻ quá, trời rẻ mà ủng hộ em kim con 160.000. Buồn chứ. Tiệm chục chảo cho nhân viên các chị. Xanh lạ chị nào nữa các. Xanh lá chị Chinh Chinh. Rồi vàng ảnh vàng anh. Vàng ảnh vàng anh giảm các chị mình còn 130 K65. K65 các chị nào chỗ K65 comment cho em. Tuyệt vời trên K, tuyệt vời. Chị nào chỗ K76 nữa comment nha. 76 chị Hoàng Ngô. Vàng anh 130. Đẹp quá mà cái xanh lạ này cưng ghê. Chị Loan Nguyễn 76. Người ta bạn 300 mà em bạn chị mình 160 thôi. Ủng hộ đi các chị. Chị Thúy Đào 76. Ủng hộ đi các chị. Cần làm sự ủng hộ của quý vị luôn. Bông nền xanh xào dưới. Rồi đợi em một xíu. Lùa lằn lùa mango. Lùa lằn lùa mango giá 100. 978 100. Thùy Linh cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị Thùy Linh cho sổ lên đơn. Chị Thùy Linh ơi. 65 chị Hạnh Sơn.
978, dạ chị có 100. Các chị nào lấy mango 100, mango 100 cho em. Lùa là lùa mango 100. Đẹp lắm mà các chị ơi. Măng là măng là măng, gồ là gồ là gồ. Có 100, 100, 100. Ai chốt thì mình nhanh tay cho em cây nha. Lấy đi các chị mình ơi. Hả? Nhìn con dễ thương quá mà. 978 chị Dung Huỳnh. Con bộ xương dễ thương quá mà. Con bộ xương rất chi là dễ thương. Cơ địa nó vậy. Cơ địa gì? Thuốc mà không ăn mà làm sao? Không ăn mà làm sao mập được con? Cái quy luật là phải ăn thì nó mới mập. 76 chị Thùy Linh. Rồi caro nha các chị ơi. Caro đuổi nha. Caro đuổi em giảm các chị mình còn 70 luôn, ok chưa? Ai chuột mình nhanh tay luôn, chị 30 có ít thôi. 978 chị Đức Nam. Rồi các chị nào 930 chất liệu đuổi caro, dạ 70.000 số lượng có ít thôi cả nhà nha. Ít lắm luôn cả nhà nha. Ai ơi chuyện cũ lỡ làn rồi, người về bên ấy có vui không? Tuyệt hồng không nghe hết phân phùng. Đẹp lắm nha các chị ơi. Có số lượng thôi nha các chị. Ai lấy thì nhanh tay nha các chị ơi. Caro có 70 nha cả nhà ơi. Caro 70. 930 chị Kim Thùy Trương. 930 chị Thu Linh. 930, 930 nha các chị. Các chị cái này mà lên sơ mi được này, lên đồ bồ được, lên đầm được, sơ mi nam cũng được luôn. Dạ có 70.000 thôi nha các chị. 930 chị Đỗ Nguyệt. Chị 3. Hà Giang 930. 4. Chị Nguyễn Nhàn 930. Chị Nguyễn Hiếu 930. 6. Chị Phạm Oanh Trâm xin số điện thoại lên đơn. Chị Nguyễn Được 930. Ok nha chị Tên Nguyên ơi. 8. 930 chị Nguyễn Hồng, 930 chị Dung Huỳnh. 10 chiếc thôi nha em. 10 chiếc. 930 chị Thoa Trần. Tèo ơi, xách cái này đi cho cô đi con. Bỏ cái này vô luôn. Bỏ cái đỏ vô luôn. Rồi, lùa là lùa mango nè các chị ơi. 930 chị Oanh Phạm, 930 chị Trương Tính. Lùa là lùa mango màu này, giảm mất chị mình còn 70 luôn ha. 91070. 910070. Nặng lên mấy chị em buồn. 10. Mango hoa lợn 97010. Rồi em hết 930 rồi nha các chị ơi. Em hệ 930 rồi các chị, hệ 930 rồi. Rồi các chị này là 91070 lùa lạnh lùa mango ảo mẫu mặt còn không còn, mẫu mặt còn 160 rồi các chị. Mẫu mặt 160. Hệ 930 rồi các chị ơi. Hệ 930 rồi còn 910. Đường truyền mạng chậm ha. Áo 2m nha chị Huỳnh Bích Phượng ơi. 910 cả nhà lại comment cho em 70.000 2m vải. Em là nhanh tay cho hết nữa. Mango người ta 120 đi bạn, 70 vậy em hết thì sao được. Nha. Ai lấy nhanh tay các chị ơi. 910 chị Dung Huỳnh. Đây các chị mình nhìn cái sản phẩm như vậy nè, các chị mình lên bồ, lên áo dài, lên đầm gì cũng đẹp mà em bạn có 70.000 2m vải à. 1m có 35.000. 1m vải có 35.000. Chất liệu là mango. Các chị. Rồi ai chủ comment cho em ha. Rồi còn 1m3, ai lấy 1m3 các chị mình lấy 50 hay lên được cái sơ mi 1m3 50. 910 chị Thư Trang, 910 chị Nguyễn Hiếu. Thư Trang. Chị Nguyễn Hiếu. Ai nữa không? Có lùa đen không? Dạ có. Lùa đen ngọc bích nha. Caro hết rồi các chị ơi. Caro hết rồi nha các chị. 1m3 chị Hồng Nguyễn. Caro hả? Chưa, nãy giờ quá trời. 910 chị Nguyễn Huyền. Nãy giờ quá trời đúng không? Rồi em còn mang đồ mẫu này. Cái này còn mấy chiếc thôi bạn cho hết luôn các chị mình ha.
930 chị Hương Phạm. 930 chị Bibi, chị Phạm Oanh 930. Caro chị Nguyễn Nhung. Rồi các chị này lại 881. Lùa lành lùa mango cốc hòa mi rất là cân luôn ha. Dạ mắt chị mình mẫu này 70.000 luôn. Các chị lưu ý dạ 70.000 thì phải chia sẻ, không chia sẻ không có chốt được đâu nha. Các chị. Rồi có 3,5 m. 3,5 m các chị nào lại comment cho em 100, 150. Cười làm chi ly ơi, có đơn để mai chốt cây đà. Các chị ơi em bảo 70.000 nó cười. Nó thật sự mắng cười sao được. Cười là chảy nước mắt đó các chị. Cười mà ra nước mắt đó các chị. Là các chị mình biết như thế nào rồi đó. Dạ bé Bảo đang bị đóng khung các chị ơi. Ủa ai hỏi bé Bảo vậy? 881 chị Thúy Đào đang nằm trong phòng cấm. Chị Nắm Nguyễn 881, chị Hưng Lê 881, chị Trần Thị Loan 881, chị Hồ Thúy 881, chị Lê Hương 881, chị Tuyết Vân 881, chị Huyền Vũ 881. Trời ơi 70 các chị ơi, nhanh tay các chị ơi. Chị Giang Phan 881, chị Nguyễn Phương Hưng 881, chị Dung Vũ 881, chị Bibi 881, chị Ngọc Bích 881, chị Nguyễn Hồng 881. Ai chị Liên Loan 881. Ai hỏi caro nè đúng không? Để em lên cái caro này sang xịn sò là lắm nè. 3,5 m em. Chị nào 3,5 m cho sổ chưa? Chị Văn Nguyễn Mai 3,5 m cho comment cho em xin số điện thoại. Chị Văn Nguyễn Mai cho sổ chị ơi. 881 chị Nguyễn Thị Lan, chị Đặng Thoa 881. Chị Thoa Trần 881. Cái này hết. Trời chị Vân Vân cuối cùng em hết. 881 chị à hết rồi. Chốt em ơi. Thế nào? 881. Chốt đi. 881 chị Thanh Huỳnh, chị Biên Lưu 881, chị Thùy Linh 881. Chốt đi. Chị cái đỏ lên đợi 2 bao à. Rồi, caro đây các chị. Caro, cà rô, caro, cà rô. Trắng học sinh. Giảm các chị mình 70.000. 881 chị Đỗ Nguyệt. Giảm các chị mình 70.000. 881 chị Phan Hằng. 892 70 ai chỗ comment cho em. Sạm hoa đỏ hàng 2. Rồi ok chị. 881 chị Hương Nguyễn. Rồi các chị nào lại màu caro này 70.000. Số lượng ít thôi, chốt liền tay cho hết nha. 70.000. Các chị ơi chốt màu này comment cho em 70.000. 881 chị Hương Hoàng. Rồi 70.000. Caro dễ thương vô cùng, lạ vô cùng. Trời ơi, quá đã, quá lạ, quá đẹp nha các chị em ơi. Này bạn vàng đây là bạn bất chấp á, cho nên là vì sao Melly nó cười là vậy đó các chị ơi. 881 chị Sóc Sóc, chị Tiêu Bản 881. Rồi 892 70 2m vài. 892 chị Bông Bông, chị Mai Lê 892, chị Bé Hoàng 892. Cái dạ này giá trị luôn rồi đó chị Phạm Anh ơi, rất là rẻ luôn rồi chị. Rồi chị nào lại 882 thì mình nhanh tay. Có 70.000 thôi các chị. 892 chị Ngọc Bích. Trời ơi đẹp lắm. Đẹp lắm các chị ơi, nhìn nè. Lên bộ lên áo dài, lên đầm, lên sơ mi gì cũng đẹp đó các chị nha. Đẹp lắm luôn á ha. 892 chị Nguyễn Điền. Có 70.000 2m vải. Các chị. Chị nào lại ủng hộ nha. Ai ai nữa các chị mình ơi. 70.000 2m vải chất liệu đuổi, lên bồ, lên áo dài, lên sơ mi là tuyệt đỉnh gia nhân. Ai ơi chốt là comment cho em. 892 chị Thùy Linh. 892 chị Nguyễn Hiếu, 892 chị Trang Nguyễn Thị Mai. Rồi lùa trà mi này ai có hỏi em Kim nè. Dạ 300 giờ dạ mất chị mình trà mi chỉ còn 160 thôi. 892 chị Lê Thị Thanh Thủy. Lùa Ngọc Vàng Kim 892. Lùa trà mi 160.000. 811. 811. 892 chị Trần Thủy. Chị Nguyễn Hồng. Chị Nguyễn Hồng 892. Rồi. Hết rồi em ơi. Đối lúc nào hết lúc nào không hiểu luôn. 881 là gì vậy? 881 có không Tèo? Rồi 92. Các chị này chuột màu này là chất liệu lùa trà mi vàng, các chị mình còn 160.000 2m vải, 160.000 chốt đi các chị ha. 881 chị Nga Kim. 160. 881 chị Trần Thủy.
160. Lùa này là lùa biển nhợ, em lên nhanh nha. Lùa biển nhợ các chị ơi, giảm chị 160 luôn. Lùa biển nhợ 160 luôn. Ai chuột màu này comment cho em là 963. Chị Đỗ Hội có K45 nha. Kim mặt chị Huynh Thị Lạc 811, chị Nguyễn Hiếu 892, chị 892 em hết rồi. Vài đẹp mà rẻ nữa, mua nhiều rồi giờ phải làm sao hè hả? Mua thêm đi chị, mua thêm qua dịch mặt. Rồi các chị này 963 giảm còn có 160 đấy cả nhà ơi, giảm còn 160. 892 hết rồi chị Bẻ Hoàng ơi. Giảm còn 160. Cái này là lụa Bảo An. Lụa Bảo An 300 và giảm còn 160 luôn này. Mẫu này đẹp, đẹp nhất nhụi luôn, nhất nách, gọi là nhất nách. 863 chị Nguyễn Hiếu, 863 chị Hoa Thanh. Rồi các chị ơi, 160.000 chất liệu là lụa Bảo An co giãn vụn chiều K128 160.000. Cái mẫu này là bao xuất sắc nha các nhà nha, sang lắm. Sang lắm. Sang lắm. 811 hết rồi, 881 hết rồi, 892 hết rồi. 892 là đủ. 892 là đủ hết rồi các chị ơi. 892 là đủ mà hết rồi nha các chị ơi. Rồi K128 các chị nào chỗ comment cho em ha. Có tâm ý không chị? Tâm ý chắc hôm nay hết rồi quá. Rồi các chị nào chỗ màu này còn còn 150 này. Trời ơi, Bảo An có dạng bụng chiều lên bồ lên ao dài lên đầm là thôi hết sấy mà có 37 các chị ơi. Chết cha rồi đồ. Chết cha rồi. Ủa 963 chị nhà Mai Linh Hương, 128 chị Thinh Nguyễn, 128 chị Nguyễn Tâm, 128 chị Ngọc Điệp. Rồi lên màu này tâm ý, ai mà hỏi tâm ý đây. Tâm ý màu tím cẩm nè, cân chưa? Trăm mấy chị? Trăm ba. Trăm rưỡi. Màu tím cẩm giảm các chị mình còn 90.000 luôn ha. 150 giờ giảm các chị mình 90.000. K180 chị nào lại bồ lại hai sắp. Bung vàng lợn xào giữa. Đông Hân cỏ không nè, giờ lên Đông Hân quá trời. Còn Đông Hân chờ chị lên. Còn Đông Hân chị lên. Chị nào lại K180, K180 cho em. K180 giá chỉ có là 90.000, 2 mét vải nha các chị ơi. 2 mét vải mà 90.000. Lên bồ, lên áo dài, lên đầm, lên bà ba, lên sơ mi đều đẹp nha. Lên cái gì cũng đẹp, tầm ý mặc báo sượng mà mát vô cùng. Hôm qua Ly mặc cái tầm ý các chị mình nhớ không ạ? Hôm qua Ly mặc cái tầm ý đó các chị. Sơ mi mà tầm ý đó. Rồi ai lại K180 comment cho em. K180 chị Hương Đặng Thị Thanh. Rồi mát lắm nha các chị ơi, tầm ý là bao mát luôn. Mát mà lại không có nhăn, đặc biệt là không có nhăn. Chị nào nữa các chị ơi? 180 chị Tuyền Thanh, 180 chị Uyên Trần, 180 chị Nguyễn Huyền, chị Ngọc Lan 180. Rồi lùa này là lùa tử đằng nè. Mẫu này lùa tử đằng còn ít thôi em giảm các chị mình luôn. 130. Tử đằng 130. K101 130. K101 130.000. 130.000 cái gì nữa đấy? Tầm ý hả? Các chị nào lại K101 130.000 cho em lùa tử đằng ha. Em bạn giả 250 nha, hồi này giảm 150 giờ mẫu này giảm 130. Tưởng măng gồ đuổi cho chị xã nha hả? Chị Bé Hoàng hả? Hồi này mẫu mọi người chốt quá trời đó. Rồi K101 các chị ơi, 130.000. Chị xem Nguyễn mà em lại 180 chứ. 180 chị Sơn Nguyễn. Rồi 101 chị Ngọc Điệp, chị Nguyễn Ngọc Hiền 101, chị Nguyễn Tâm 101, chị Thanh Nguyễn 101, chị Nga Kim 101. Rồi còn cái nha. Còn cái ai lấy luôn chơi hết. Rồi chị Nguyễn Hiếu 101 em hết luôn. Lùa vàng ánh bạc 130.
À lùa tử đăng chứ. Rồi ấy hỏi cái đỏ để bưởng giờ đây à. Ấy hỏi đỏ lùa ngọc bích bưởng giờ hôm nay mà cỏ đỏ ra nha các chị nha. Cái này là ngọc bích lên áo dài, lên bồ, lên đầm hoặc lên quần áo dài đều đẹp các chị ha. Dạng các chị mình 100.000 màu đỏ. K 49 100. K 49 100. Có màu ảo chị mặc không hả? Màu hồng ruột này hả? Có màu ruột đầm hơn thôi các chị. Có màu ruột đầm hơn. 100 100 các chị ơi, ai lại ủng hộ em Kim? K 49 100. Ngọc bích màu đỏ này lên quần áo dài, lên đầm, lên đồ bộ, lên zoom, lên ảo sơ mi, lên ảo bà ba đều được các chị mình ha. Co giãn bụng chiều mặt rất là mát. 100. Ai lại comment cho em 100 100 100 100. 100 bà con có bác ơi. Bữa mấy hôm á không like thì họ giữ lắm cái màu đỏ luôn. Giờ like thì lại không có ai mua hết, buồn chứ. 49 chị Sơn Nguyễn. Đúng không? Phải được ơi, đúng rồi các chị ơi, hôm bữa hỏi quá trời không có. Ly. Chưa xếp xong mà chị. Hả? Chưa xếp xong rồi. Về sau hả? Chưa mà, chưa xếp xong rồi. Vậy hả? Đâu xong. Đó. Nó cao mà tèo lên làm hai dặm. Đẹp xuống rồi. Cái này nó ấy á. Nè. Rồi các chị ơi, mango em giảm mẫu này các chị mình 70.000 luôn được chưa? Buồn quá rồi giảm 70 luôn á. K 49 chị Ngọc Điệp. 811 cho mình chị Lê Hường. Tám một một nè. Cúc Hòa Mi á. Chị Lê Hương có 811 rồi nghe chị ơi. Rồi các chị nào chuột màu này mango bạn các chị mình 70.000 luôn. 70.000 luôn vừa nhận các chị mình chúa. Rồi 856. Sao vậy? Ai nhắn gì các chị mình ơi. Sao ba được cười vậy? Các chị ơi 70.000. 856 chị Hồng Phương, chị Nguyễn Huyền 856. Chị Nguyễn Hiếu 856. Có 70.000 nè. À. Rồi bảy chuột, bảy chuột. 28 chị nào lại comment cho em 100. Bảy chuột ai lấy đi các chị ơi. 28 chấm các chị. 856 chị Hoanh Bùi. Chị Nguyễn Hiếu 856 có rồi. Chị Bình An 856. Chị Thủy Đỗ đào hả? Chị Nguyễn Hiếu có rồi. 101 hết rồi các chị. 101 hết rồi nha chị Thanh Bình ơi. Chị Ngọc Điệp là 856. Ai nữa? Trời ơi cái này đẹp lắm. Cái này đẹp lắm nha các chị ơi, mà bạn có 100.000 à quên lộn. Có sậu 70.000. 70 nào. 70 thôi các chị ơi. Có 70 tiền. Chị nào không thi ok chị. Chị nào nữa nè. 28 chị Hằng Nguyễn. Chị nào nữa? 101 hết rồi, lưu sổ lại thôi. 101 hết rồi chị Thanh Bình ơi. Lên màu màu. À quên thôi nè, chị đang hỏi hoa lợn sao dừa. Quên. Chị nào thích mẫu nào thì em nói luôn đi ạ. 856 chị Oanh Nguyễn. Chị Hương Nguyễn 856. Chị Loan Minh cho em xin số điện thoại. Rồi, cái này lập thể phổi hoa rất là dễ thương luôn nha cả nhà ha. Cả nhà ơi giảm 130 thôi được không ạ? À? Mẫu này giảm các chị 130. Ai lấy mẫu này kiếm giảm các chị mình còn 130 K86 cho em ha. K86 130.000. 130 là 130. 140 là 130. Trời ơi, quá đẹp luôn các chị ơi. Chị Hương Nguyễn có rồi. Rồi các chị nào chuột mẫu này comment cho em 130.000. Lập thể phổi hoa rất là cân ha. 130 130. Quá rẻ và quá xuất sắc các chị mình ơi. Các chị thích caro đúng không? Em lên cái caro này là không chê vào đâu được nha. Phải nói một từ là không chê vào đâu được. Caro 86 chị Nguyễn Hiếu. Trời cưng quá đi.
Trời ơi, caro nha các chị. Caro này mà lên sơ mi, lên áo dài, lên bộ gì cũng ra bao đẹp luôn. Vàng bắt chị mình luôn nè, 70.000 nhanh tay đi các chị. 86 chị Sơn Nguyễn. À, sáng nay mới nhận một khúc vải lùa Hoàng Anh mà ai cũng khen đẹp và rẻ. Dạ cảm ơn chị Thủy Đào nha. Em Kim bạn quá rẻ và quá đẹp. Các chị mình cứ yên tâm. Các chị đẹp xuất sắc chưa? Cái màu này là của Búp Bô Rời. Rất là đẹp. Dạ có 70.000. Áo dài học sinh còn không cô ơi? Còn đó chị, em quên. Em mà like cái gì là em like Sa Đà. Bữa nào lại cái mẫu gì mà nhắn vậy con hà? Theo hà. Úi cha, bất tỉnh. 86 chị Thi Thơm Lưu. Khoan đợi chị liền tí. Ôi cha là mắc cái gì đó Tèo ơi. Rồi áo da học sinh em lên liền á. Em lên liền quên nha các chị. Chuẩn bị sẵn đây rồi. Ủa đúng hơn còn luôn hả? Đúng hơn học sinh thì còn luôn hả? Các chị nào món chuột 80. Cái này là bao nhiêu? 948. 948 là hơi bị uổng nha. 948 các chị nha, có 70.000. 948 chị Nguyễn Hiếu. Chị rồi. Ngọc Vàng Kim 948. Chị Sơn Nguyễn 948 rồi. Chị Nguyễn Duy 948. Các chị ơi, 948 giá 70.000 các chị. Cái này đẹp lắm luôn. Các chị mình lên bồ, lên áo dài, lên đầm gì mà không tấn xỉu trời. Đừng có xỉu lên, xỉu xuống, xỉu dọc, xỉu ngang nha các chị. Ai lấy thì comment nha các chị ơi. Chị Trân Thủy có chưa? 948 chị Trần Thủy. Cho chị Ngọc Châu có chưa? Ngọc Châu. Chị Ngọc Châu cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị Ngọc Châu cho sổ chị ơi. 948 chị Nguyễn Gái, 948 chị Đỗ Nguyệt. Chị Ngọc Châu chưa có sổ, nó chưa lên đơn được nha. Rồi có 2,5 mét, các chị nào lại 2,5 mét nha. 2,5 mét các chị. Rồi chị nào lại nữa không? Trời ơi, màu đẹp, màu rẻ. Trời ơi. Trời ơi, em lên áo dài học sinh. 86 chị Hoa Thanh. Em lên áo dài học sinh nha các chị ơi. Lùa hoa mai. Đẹp sang xịn sò. Lùa hoa mai đẹp sang xịn sò. Học sinh 130.000 các chị ơi. 130.000. Hoa mai đẹp sang xịn sò. Các chị là chốt 130, 130. K165, 130 nha. Em lên nhanh nha các chị. Đông Hân thì là huyền thoại luôn rồi ha. Đông Hân là huyền thoại luôn rồi. 86 chị Ngọc Châu. Ngọc Châu dạ nó rất là cao, lùa Đông Hân. Đông Hân là học sinh mặc là bao sượng luôn các chị. Giảm các chị mình còn 100. Lùa Đông Hân. Lùa Đông Hân học sinh 100. Các chị mình vào shop thì giá là khoảng 150 mét. Một áo khoảng 250 cho đến 300.000. Em bạn các chị mình 100.000 một áo là 1 mét có 50.000 ha. Học sinh luôn luôn có cái giá được hỗ trợ. Các chị mình cứ yên tâm cho em. Cứ thế mà chốt. Mã bao nhiêu à? Mã bao nhiêu? 83. Rồi 83. Đông Hân 83. Cái này bạn không biết bao nhiêu mà nói rồi. Bạn cái này cả chục cây học sinh rồi nha các chị. Xem hoa trắng sao dưới. 165 chị gì Út. Rồi ok. Rồi các chị ơi, chuột nhanh nhanh nha học sinh. Học sinh. Cái này là gì con? Bảo Anh hay còn gọi là Bảo An á các chị. Bảo Anh các chị nào lại 65.000 một mét nha các chị. Một áo là chị có là 120. Còn một bộ là 200. Chị nào lại 8166. Bộ thì comment bộ. 83 chị Hoa Hồng Xanh, 83 chị Quỳnh Tú Quách. Vân gỗ hoa hồng. Dàm các chị mình còn có 100.000 2 mét cho học sinh mặc. Hoặc là mình may bà ba, mình may sơ mi cũng được nha. Chị Hiếu Hân ơi, cho em xin số điện thoại lên đơn. Rồi các chị nào chuột mẫu này chị có là 100.000 2 mét vải nha, vân gỗ hoa hồng. Vân gỗ hoa hồng đẹp lắm các chị ơi. Mua 83 chị Phạm Thị Đức. Mua bên em thì khỏi lo gì hết nha các chị. Khỏi lo giả cả cho em ha. Lùa này là chất liệu lùa satin.
satin thì học sinh lên áo dài cũng mát ha. Lụa satin 100.000 luôn. 100.000 luôn. K123 100.000 lụa satin. Trời ơi rẻ đẹp nha. Chia sẻ giùm em nha các chị em ơi. Em lên luôn một tăng cho các chị mình chọn. Sướng luôn. Sướng luôn, sướng luôn. 83 chị Hiếu Hân. Em tiến anh lên đường. Chiều nãy mưa rơi nhiều lắm. Ồ chị đang hỏi mẫu nào á ta? Chị đang hỏi mẫu nào ở trên nội ha? Rồi chương trình đuổi bắt đầu giảm còn 70.000 cho các chị mình thôi. Mùa dịch này lập thể đuổi 70.000. 123 chị Đai Kim. Đuổi lập thể giả 70 70. Ai chuột mẫu này comment cho em luôn 70.000. Đuổi lập thể. Đây đồ bộ này các chị, đồ bộ sơ mi rồi. Mưa ướt áo vai dày, mưa thăm ướt con tim. 887 các chị nào lại 886 các chị nào lại comment cho em 70.000, 70.000 hai mét vải nha. 70 70. Đẹp quá. Sài Gòn đẹp quá, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la. Rồi các chị ơi đuổi 70 70. 886 886 chị Sương Nguyễn, chị Nguyễn Hiếu hai áo 886. Con ơi bỏ cái này qua cho cô coi còn cái gì dưới này satin không con. Satin China 886 lên mango đi chị, lên mango. Mango hàng mới về nhiều lắm mà nó chưa cắt kịp nè. Cái đó là cái gì đó hả? Satin còn màu gì nữa không? Màu lam đó là gì đó hả? Biết biết tầm. Đưa màu lam tầm ra đi. Cái này không? Các chị muốn em lên Vân Phạm không? Các chị muốn em lên Vân Phạm không? Chấm bài chia sẻ giùm em. 886 chị Xuân Lan. Rồi cái này là màu xanh nè. Riêu. Xanh riêu lùa satin các chị ha 100.000. Chị Thi Thu 886, chị Phan Hằng Phạm Hằng 886. Chị Trần Thủy Tiên là một bộ satin chẳng kìa. Một bộ bản. Rồi các chị nào lại mẫu này comment cho em ha. K94 dạ 100, K94 100. K94 100. Lùa nó là lùa satin K94 á các chị ơi. Mình xem kẻ vô cái đường giờ lai màu màu không một lần không được. Satin màu vàng đồng nha các chị ơi. Lên áo dài, lên quần áo dài cũng được luôn. Giả có 100.000 ha. K82 100. K82 100. Cho em xem cái màu gần màu vàng chậm bi đỏ với màu gần màu vàng chậm bi. Cho em xem cái gần. À là cái vải màu á hả chị? Màu ruột đúng không? Ok. 94 chị Nguyễn Tám. K82 100 nha các chị ơi. Các chị mình ơi, các chị mình ơi. Sa tinh trắng chị bé Hoàng. Các chị ơi, các chị ơi. Này là lùa, này là chất liệu lùa sen đá nha các chị. Dạ chị có 100 mà 156 thôi nha. Sen đá 160. 82 chị Nguyễn Kim Nghĩa, 82 chị Hoa Hồng Xanh, 82 chị Nguyễn Gái. Cái 82 đẹp quá trời màu vàng đồng á các chị. Nha. K188 các chị nào lại comment cho em này 160 160. Sen đá màu ruốc. 80 886 chị Hương Nguyễn. Hôm nay mình nhận được vải rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị Cúc Dương nha. Cảm ơn chị. Rồi K188 các chị ơi. 160.000 các chị à, 160.000. 94 chị Thi Thu. Các chị muốn coi mẫu nào nữa hả? Cái 188 rất là đẹp. Cái màu đó rất là đẹp. Em lên cái này em giảm cho các chị mình xem đã này. 188 chị Nguyễn Hiếu. Rồi cái mẫu này duy nhất em giảm các chị mình còn 140 xem đã nha. Một mẫu duy nhất. Chị Hoa Thanh thêm 86.
Rồi các chị mình chia sẻ, em lấy một mẫu này giảm các chị mình còn 140.000. Các chị nào lại thì mình nhanh tay luôn ha. 188 chị Phạm Thị Đức, 188 chị Nguyễn Thị Tĩnh. Mẫu này sen đã giảm các chị mình còn 140.000. Lên bồ, lên áo dài, lên đầm, lên gì cũng đẹp nha. Lên cái gì cũng đẹp. Không có 3 mét các chị. Không có 3 mét, có 2 mét hoặc là các chị mình lấy 2 khúc thôi. Phạm với 6 lá nào. Chốt rồi. Rồi các chị nào lấy mẫu này comment cho em. Sen đã 140.000. K153 140.000. 140, 140. Trời ơi nó đẹp. Trời ơi nó đẹp chi là các chị mình ơi. Chị nào chốt comment cho em. 140.000. Rồi màu tím Huế, chất liệu này là chất liệu lụa ngọc bách co dạng 4 chiều này, ai hỏi tím Huế. Nãy ai kêu gọi em tím Huế, giờ em lên luôn đây các chị. 100.000 2 mét vải. 153 chị Nguyễn Hiếu, 153 chị Nguyễn Loan. Cao 40, 100 mà 100.000. Ai lại bộ lại 2 sấp. Không nghe tiếng Kim ơi. Có chị nào không nghe không ạ? Bình thường. Vải chiều khổ bao nhiêu? 1m6. Các chị ơi, một sấp 2 mét chị ra các chị mình lên 33 là vô tư luôn rồi nha các chị. Hoa trắng sau dưới. Hoa trắng sau dưới rồi xong màu tím Huế này em lên luôn hoa trắng sau dưới. Cao 40 các chị nào lại comment cho em 100 100. 100 100. Cái này à các chị, cái này là lụa Bảo Anh Bảo An nha. Lụa Bảo An 150.000. Cao 146 150.000. Hồi nãy giờ ai hỏi tím Huế nhiều lắm luôn à các chị. Các chị ơi, K40 chị Nguyễn Huyền, K40 chị Nguyễn Loan. Các chị ơi. Rồi em lên lụa này là chất liệu lụa và vàng anh giảm 130 nha. 130 lên bộ, lên ai dài, lên đầm đều được. K40 chị Phạm Hằng, K40 chị Thị Thu. K105 K105 130 K105 130. Cả nhà ơi, cả nhà mình ơi, cả nhà mình ơi, lên đi, lên 130 lùa cái này qua để cho em bắt chỗ này. Rồi cái này là lùa thanh liễu này. Các chị mình đang ở trong live cho em cái một chậm đi các chị mình ơi. Có ai thấy em không? Lùa thanh liễu. Lùa thanh liễu giá 250, giờ giảm mất chị mình mẫu này 150 luôn. K105 chị Giang Phan. Chị Phạm Thủy 105. 105 chị Nguyễn Tám. Thanh liễu giảm các chị mình còn 150 luôn. Ai chuột mẫu này comment cho em. K78 150.000 nha các chị. K78 150.000. 78 150. Rồi chuột đi các chị. Cái nào em còn xuống giả sạc giả cho các chị mình luôn rồi đó. Nha. Nhăn nhăn nghiền. Đây cái màu vàng này nè. Cái màu vàng này là sen đã nè. Chưa like luôn nè. 105 chị Thị Thu, 78 chị Thinh Nguyễn, 78 chị Nguyễn Tám, chị Giang Phan 78. Giảm còn có 150 à. Giảm còn 150. Rồi sen đã, các chị nào chuột màu sen đã này giả chị còn 160.000. K06 160. K06 160 các chị ơi, các chị nào lại comment cho em ha. 13 xào trên. Xào trên hết à chị Hồng Thủy? Xào trên công hả? Cái xạm là có like đó.
xe đạ 160 các chị ơi, ai mua 300, 350 rồi, hôm nay em bạn 160 thôi cờ. Hôm nay em bạn 160 thôi kìa. Ai lấy đi các chị ơi. Ai lấy gì ủng hộ em nha các chị ơi. Hàng thì đẹp mà giá thì rẻ quý vị ơi. Rẻ lắm luôn quý vị ơi. 78 chị Nguyễn Hiếu, K06 chị Nguyễn 8. Mẫu này lên rồi đây mà chưa lại xuống đây, 160.000. Nhung bữa nay không có đâu các chị, mùa này mà chưa lên nhung đâu nha. Mùa này là chưa lên nhung. K06 chị Nguyễn Hiếu. 160. Mưa. Mưa hả? Ủa kẹo cửa chứ vậy có. Xuống cái đường không có một chiếc xe luôn, cảm giác là mình không tồn tại. Cảm giác như mình không tồn tại luôn hả? Không nói vậy tôi sợ. Thằng Phong nó xuống ngủ đợi mày dưới kìa. Ủa nó tới rồi hả? Ừ. Làm gì nó tới sớm dữ vậy? Ai biết luôn. Ủa nó đi đâu không vậy mà? Mà có đi đâu không mà nó chờ em vậy? Nó có đi đâu đâu? Ai chừng nó lấy. Ủa, 06 là cái nào đâu? Rồi. Màu này phải màu cam đất không? 06 em hết rồi mấy chị ơi. Rồi. Ai là 06 hết? 06 lá nào? Ông nội, sao mà hết được ông nội. Màu cam đất các chị ơi. Anh nói em còn không? Anh cứ hết. 160.000 K121. K121 160.000. Các chị ơi, chia sẻ like giùm em nha. Em lên hàng gì kêu ông tỷ lên nha. Này, xăm mít. Cảm ơn chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ đi các chị ơi. Quấn mặt thiệt. Rồi, chia sẻ giùm em nha các chị. Mới lắc đầu chị. Đâu? Mới lắc đầu. Nguyễn Xuân Tuấn, K06. Rồi, chấm bài chia sẻ giùm em nha các chị ơi. Cho chừa. Trời ơi, cái đuổi này sao đẹp quá vậy các chị ơi. Chị mập lên rồi trời ơi. Cô sao mập bằng con lên 70kg rồi. Là con lên 7kg. Thì từ ngày con lên đây con lên hơn 5kg rồi. Con đuổi tốt quá ha. Rồi đuổi nha các chị ơi, chấm bi mà kiểu nha các chị ơi, có hai cái thôi. Chị Nguyễn 8121. Mình. 810 nha các chị ơi, 810 70. 810 em có hai áo luôn 70. 70 nha các chị nha. Chốt nha các chị ơi. Tương tác giùm em nha. Đuổi trời ơi. Đập thể nè. 70.000 giùm em. Tao mới đi xuống dưới xíu tao lên có con rùi theo tao luôn bay. Không mà nãy giờ rồi. Nãy giờ em đập nó đâu được. Quăng quăng. 914 giùm em nha các chị ơi. 914 giùm em 70. 810 mấy áo vậy? 2. 810 chị Nguyễn Hồng. Chị Nguyễn Hiếu 810. Rồi hết. Rồi hết 810 các chị ơi. Rồi đuổi. Cái này là 70. Ôi cái này bà loan màu các chị ơi. Loan màu giùm em 70 nha các chị, có số lượng thôi. Ui em hết 810 rồi mọi người ơi. Có 3 cái thôi. Ai lấy thì comment. 914. Kéo kìa. Chấm bài chia sẻ giùm em nha. Tầm ý đen có không? Dạ không. Tầm ý đen không có các chị ơi. Mấy chị ơi chia sẻ giùm em nha. Em lên hàng giảm giá rất là nhiều nha các chị nha. Em lên hàng giảm giá rất là nhiều nha các chị. Các chị mình đang ở trong live chấm bài chia sẻ giùm em nha. Ôi ơi, thương hiệu nha các chị. 70. Chốt giùm em. Ăn đi. 946 70. 946 810 em hết rồi các chị ơi. 810 em hết rồi. Ủa nó sống trong đó cũng được. Tuần này tuần thứ 2 rồi hả? Tuần thứ 3 rồi. Tuần thứ 3 luôn rồi ha. Trời ơi, không biết là nó sống ở trong chổng mà nó có bền hay không mà thấy yên ắng quá. Không có alo, alí gì hết trơn vậy. Sao thứ hai em ơi. Rồi ai lấy cho em nha các chị. Đuổi chấm bi bị chấm hết bi rồi. Đuổi chấm bi hết rồi các chị ơi. Đuổi chấm bi hết rồi.
Rồi vàng anh, 130 luôn đi các chị. 130, 130 ha. Lên đầm, lên áo dài cũng được nha các chị, 130. 972, 130, 972 giùm em. 130, 130. Chị Lê Khánh Vân, 946. Rồi xong, rút bà cái quần xuống nè. Quần vàng đồng nha các chị nha, theo cái áo ha. Rồi, Đông Hưng, Đông Hưng giùm em. Còn 160, 160. Cái chi chi. Ngọc Bích xanh đen, coi cho nó, mấy màu đó, nó mới lìa còn. Có, Ngọc Bích xanh đen nãy có like đó. Hết mẹ. Thì là nãy ông bỏ phiếu là hết rồi đó. Rồi, 960 giùm em nha. 946 chị Nguyễn Hiếu. 160.000. 160, 160. 946 chị Nguyễn Hiếu hai áo rồi. Rồi, ok. Là mấy? Hai thôi. Trời ơi, vàng anh nè, 130 các chị ơi. Cái này em like nhanh rồi, sau đó em lên hàng giảm giá nha các chị ơi. Chia sẻ giùm em nha. Ôi ôi, đẹp quá. 842 130.000 giùm em nha, vàng anh. 842, 130. Dạ, caro lên hết rồi các chị ơi. 946 chị Nguyễn Loan. 146 làm sao mua? Dạ các chị mình nhìn không kịp thì nghe em đọc cũng được ha. Rồi 931 giùm em. Chứ làm răng. 130 giùm em, 931 giùm em nha. Lụa la vàng anh hay là lụa latin gì cũng là nó nha các chị. 130, 130. 130 giùm em. 931. Trời ơi, Đông Hưng. 160 lụa Đông Hưng giùm em nha. 160 Đông Hưng, 160. 899. 899, 160.000 lụa Đông Hưng giùm em nha. Ai lấy thì comment. Ai lấy thì comment cho em nha. 899. Dạ em có 3 mét là tài chị Tài Cương ơi. Cái gì? Có 2 mét rưỡi à? Không có, bậy mẫu khác. Bậy bạ hết sức. Chết rồi. Em hết rồi. Em không có 3 mét. Rồi, chấm bài chia sẻ nha các chị ơi. Bây giờ em lên hàng giảm giá cuối like nha. 989 chị 899 chị Nga Mai. Rồi, cái này là cẩm liên màu xanh của bà anh nha các chị ơi. Bây giờ em lên hàng đồng giá 120.000 các chị, mình cho em một lượt chia sẻ nha các chị ơi. 944 giùm em. Mỗi mẫu có số lượng giới hạn nha các chị. Các chị nào lấy thì comment cho em nha. Cái máy lạnh này có vấn đề rồi. Bật số càng lớn là nó càng mát, còn bật số nhỏ là nó không có quạt luôn. Nó tới thời kỳ rồi, mai tèo sửa đi tèo. Tôi đập nó luôn. Rồi, vàng anh 120 mỗi mẫu, em có một áo nha các chị ơi. 931 chị Nguyễn Tám. Rồi, 845. Các chị mình thấy cái mình hàng không? Vàng anh mềm rũ nha các chị nha. Em giảm luôn còn 120 tại vì có một cái à. Like sớm hay mình dậy trễ hả? Dạ cũng như mọi ngày nha chị Bạch Yến ơi. Cũng như mọi ngày. Rồi vàng anh giùm em. 944 chị Nguyễn Loan. 855. 855 120. Cái con rùi này thiệt tình nó bắt mình được nhai luôn quá. Nhai đi. Nhai được cho nha. Bao nhiêu vậy? Cái này chị hàng 130 hết luôn đúng không? 120, 120 hàng giảm giá. Thanh liễu giùm em nha, lập thể nha các chị ơi. Trời ơi, chéo ngang dọc xéo gì đó các chị. Rùi. Chết chưa? Chưa. Nó nhanh quá. 906 giùm em, 120 giùm em. Chấm bài chia sẻ giùm em nha các chị ơi. 906. 855 chị Nguyễn Hiếu. Các chị ơi, các chị mình ủng hộ em nha. 944 em hết rồi chị Thị Thu ơi. Vàng anh. 966, 966 giùm em. 966, 120. Dẹp mấy cái này đi. Không có chỗ luôn, không chỗ đứng luôn. Có chút xíu. Cái đó là gì vậy? Rồi đây các chị ơi, Thường Uyển. 958. 958. 85 chị Lê Khánh Vân. Nó đâu ra vậy? Trong góc. 120, 958, 120. Chấm bài chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ giùm em. Để em biết em có động lực em like tiếp các chị. Đơm đớm 880. 880, 120 lụa đơm đớm. 880 lụa đơm đớm 120. Thường Uyển 120 Thường Uyển giùm em.
906. 906 chị Nguyễn Tám. 916 Thượng Nguyễn. 120. 966 chị Nguyễn Hồng. Rồi cái này Thượng Nguyễn. Mình hàng. 958 chị Lành Nguyệt Tuyết. Các chị mà thấy không? Em lấy ra mà không hề nhăn, không hề gì hết nha các chị ơi, rất là đẹp. 891 Thượng Nguyễn, 128-891 giùm em. Chấm bài chia sẻ giùm em nha. Chấm 220 ngàn giùm em. Ôi ôi, caro vàng anh 120. 838-120, 838-120 giùm em. Chấm bài chia sẻ giùm em nha. 916 chị Nguyễn Hiếu. 884-120. 884-120. Ê mai bà Lan bà nghỉ á Tèo ơi. Lan hả? Lan á. Chết mẹ rồi. Cái chỗ bà bị rào rồi. Mà hôm nay bà lén bà đi ra. Chị Loan Võ 891. Nên là mai là bà không đi làm đâu Tèo em. 838 chị Nguyễn Hồng. Mai một mình Tèo bơi giữa dòng sông. Rồi 853-120 giùm em nha. Cẩm Thạch 120 luôn. Cẩm Thạch. Rồi ta bơ vơ mỏ chuồng luôn. Ừ. Kìa nó kêu nó nghỉ thôi kìa. Rồi đây các chị ơi, tên hết đi tao, một mình tao bao luôn, cho tao bao khu phòng trọ luôn. 889 120 cho em nha các chị ơi, giảm giá giùm em. Trời rẻ dữ trời. Rẻ dữ vậy các chị. Quá rẻ đúng không? Em bán giá quá rẻ luôn các chị ơi. Rồi đây các chị ơi, lập thể 120. 827-120, 827. 972 chị Nguyễn Hiếu. Mai là tôi làm buổi sáng rồi, chiều tối đúng không ạ? Ông Tèo đâu? Nha Tèo nha. Ok. Rồi chấm bi nè. 120. Ừ 999. Tao lai mà. Kẻ thù không đội trời chung. Cũng gặp nhau thôi. 889 chị Nguyễn Tám. 120 tơ hồng. Tơ hồng 120. Trời ơi tơ hồng. 934-934-120 giùm em nha. Lên hàng giảm giá. Chín bảy chín giùm em nha. Dạ Thảo 12, Thủy Trúc 120. 979-120. 99 chị Nguyễn Thị Lan. 99 lại nào nè, 3 số 9 nè. Chị Nguyễn Thị Lan lấy cái gì chị ơi, chị comment cho đúng mã cái. Chị Dương Thùy 999. Rồi 975-120 giùm em Tử Đằng nha. Tử Đằng 120 giùm em. Đẹp lắm các chị ơi, cái mình hàng lấy trong bao ra mà các chị mình thấy không? Nó mềm, nó rũ quá các chị ơi. 848 nha, Dạ Thảo 120. 848. Thịt là mới luôn. 120. Đó. 979 chị Phạm Thủy. 873-120, 873. 873. Chị Ngọc Điệp 975. Tử Đằng 120, Tử Đằng. Lúa so 120. 882-120. 882-120 giùm em. 848 chị Nguyễn Tám. 875 nha các chị, vàng anh 120. 875. 875 vàng anh. 875 vàng anh 120. Rồi cái này Long Vũ. 955. 955 lụa Long Vũ 120. 955. 955, 955 nha các chị ơi. Giảm giá cuối like 120 các chị ơi. 951, 120, 951. 120. Rồi Trà My 120. Chuyển sắc 801 Trà My chuyển sắc 120. Các chị ơi đang ở trong live, các chị mình chia sẻ giùm em nha. Để em có động lực em live tiếp nha các chị nha. Rồi chính là 12 cái. Rồi 827, 927 120. 951 chị Nguyễn Hồng. 951 chị Liên Trình. Rồi beo. 920 120 giùm em nha. 875 chị Ngọc Điệp. Vàng Anh. 801 chị Anna Vân. Xả lỗ đây các chị ơi, 120 giùm em.
965120. 965120 xả lỗ nha các chị ơi. Cái này là lụa vàng anh. 120. Trời biển nhớ. Biển nhớ. Tem khen một cái mô rồi bay. 87120. Chia sẻ giùm em nha các chị ơi. 817120 biển nhớ 817. 927 chị Liên Trần, 920 chị Nguyễn Tám, 965 chị Nguyễn Hiếu. Chưa có 10 giờ mà các chị mình đâu hết rồi. Các chị ơi, 850. 850 vàng anh 120, 850 vàng anh. Trời mấy cái này về may gì cũng được các chị. Không thích may áo dài may về may đồ bộ may đầm cũng được nha. Đẹp nha các chị. 965 đâu bay. 994120. 994 nha các chị, 994 biển nhớ 120. 927 mobile. Có 827 thôi. Nhanh tay đi mọi người ơi. Rồi 858 nha các chị, lụa hồng đào 120. 858 hồng đào, 858 giùm em. 850 chị Liên Trần. 994 chị Anna Vân. 965 đâu. Tôi có thấy 965. Hết rồi. Rồi 854 cho em chấm bi. 854 chấm bi vàng anh 120. 950 ô mô. 994. Rồi đây biển nhớ. 923 chấm 2 dùm em luôn. 858 chị Bùi Tuyết Oanh. 994 chị Nguyễn Loan. 817 chị Lê Hương. 993 120 dùm em vàng anh. 993. Chín hai ba chị Anna Vân. 994. 852 Cẩm Thạch 120. 852. 852 lụa Cẩm Thạch, chu cha rẻ quá các chị. 120. 852 120. Lụa sò 120 giùm em lụa sò. 858. Lụa sò giùm em 120. Kim mặt. Kim mặt 812 120. 812. 120.000. Rồi Đông Hưng. Đông Hưng 120 giùm em luôn nha. 849 120. 849 lụa Đông Hưng 120. 944 cái nào? Đâu có 944. 981 cho em nha, vàng anh 120 981. 120, 120. 993. Rồi. 954 chị Thị Thu. 854 nhé. 852 chị Hoàng Linh. 812 chị Nguyễn Hiếu. 849 chị Anna Vân. Chị Su. Chị Nu Su 10 cho em số điện thoại lên đơn. Rồi Thanh Liễu 120. Thanh Liễu. 981 chị Xuân Mai Ngô. Xuân Hoa Ngô. Rồi 824 120 dùm em. 852 chị Thị Thu. 874 chị Nguyễn Tám. 974. Rồi 813 120 beo nè các chị ơi. 813 beo vàng 120 luôn. 120 120. Ai lấy đi các chị mình ơi. Tú ơi. Hỗ trợ anh cái tí ơi. Để tôi hỗ trợ cho ông kẹp đi. Rồi ok. 939 giùm em 120, 939 giùm em. Chốt tới mã nào rồi? Tới mã nào? 974 chưa? 854 à. Nó chạy vòng vòng đó. Tới 874. 812. Rồi 939 giùm em 120, 939. 949. 849. 981. 852. Rồi lụa vợt 120 giùm em. 819. 974. Ủa sao comment mấy khách hả? Mình không có la không vậy? 824 chị Thi Phạm. Rồi 819 120, 819 120 giùm em. Này có chưa nè? Chưa. Bỏ đi. Sọt mã đã bỏ. Rồi chuyển sắc 120 giùm em.
831 chuyển sắc 128 831. Chuyển sắc 129. 939 kìa. Chốt cái 824 rồi. Tố qua kẹp đi Tố. Bấm cái Tố. Rồi 820, 820, 120 giùm em nha. Siêu lụa cao cấp. Chấm bài, chấm bài chia sẻ, chấm bài chia sẻ giùm em. Không cái nào mà bỏ rồi thôi. Nhiều khi bỏ đó. 912 ánh trăng. 912 ánh trăng 120 912. Ánh trăng 120 912. Ê 824 đó, hai câu. 824 là em bấm rồi mà. 824 là em bấm mà. Rồi đây vàng anh. 821 120 821. 821 120.000 các chị ơi. Hả? Không 80. Có, cái nào không có là thôi. 939 chị Nguyễn Ngọc Hiền. Rồi, 952 120 giùm em nha, Cẩm Thạch 952. Lụa Cẩm Thạch 120. Cái máy nó có thể chuyển ra đây không? Không. Dây ngắn. Tám sáu 986 120 giùm em nha, 986 vàng anh 120. Bèo 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 bèo. Biển nhớ 120 901. 901 biển nhớ 120 901. 872 chị Trần Hương. 872 đâu ra? Ơi. Chết bà con à. Lộn em lộn chị Trần Hương, em hết 872 rồi. Rồi 909 120 909 giùm em nha. Hoa mắt luôn rồi thấy chưa? 120 120 nha các chị ơi. Rồi cái này là lụa Nam Phương. 882 chị Nguyễn Hiếu. 814 102. Rồi 883. 813 chị Nguyễn Tám. Đây sò 102 luôn nè em. 929 102 102 các chị ơi. 819 chị Liên Trình. Qua đằng sau nè. 831 chị Maria Maria Kim Tuyến. Rồi 933 120 biển nhớ đẹp đó các chị ơi. Ừ. Đứng đó luôn đi. Chị Nu Sung 10 10 cho em số điện thoại lên đơn chị ơi. Rồi 903 120 cho em nha các chị ơi. 903 vàng anh nè, giỡn sống 120. 120 120. Bỏ luôn đi tí. Bỏ cái anh luôn. Rồi 908 nè, Thượng Uyển. 908 Thượng Uyển 120 908 Thượng Uyển. Sao mấy cái bài này bấm số điện thoại đâu? Không được, không được, không được, không bấm được. Không có số đúng không? Không. Rồi Phong 912. Cảnh nè. Rồi 971 120 giùm em Phong Cảnh. 912 chị Thị Thu. Rồi chấm bài giùm em chia sẻ giùm em nha các chị ơi. Chấm bài chia sẻ bây giờ em lên một mẫu. 952 chị Lành Nguyệt, Lành Nguyễn Tuyết. Tám hai một chị Bùi Tuyết Oanh. Các chị mình cho em một lượt chia sẻ nha các chị ơi. Các chị mình cho em một lượt chia sẻ nha. Tám tám ba chị Hoài Nguyễn. Đuổi nha các chị ơi. Đuổi cho em 70 luôn. 917. À, nền trắng vệt đen vậy thôi nha các chị nha. 70. 917 70 ngàn giùm em. 971 chị Kim Hoa Trình. Em tèo bấm nhanh xíu được không? Đang bấm lộn mắt coi. 929 chị Nguyễn Hiếu. Rồi 917 cho em một. 97 nhiêu ta? Ta 70 ngàn thôi các chị ơi. 909 chị Hồng Huyến. Đó, vậy thôi nha các chị, đơn giản và đẹp. Hai cái. Hai cái 909. 909 chị Thị Thu. Rồi đọc đi 901. 901 chị Anna Vân. Nó tao đọc liếu luôn.
Rồi ai lấy đi các chị ơi, 70. 903 chị Xuân Loan. Đẹp lắm nha các chị. Trong thời gian chờ đợi chốt mấy cái kia, các chị mình chốt cho em mẫu này đi. 986 chị Dương Thùy. 933 chị Anna Vân. Mã gì vậy? Rồi 917 luôn. Chốt. Đẹp quá các chị ơi. Chị Trúc Đào 97. Chị Ngọc Châu 97. Chị Nguyễn Phương Hưng 97. Rồi, đọc tiếp. Chị Thúy Thủy Hồng 97, chị Nguyễn Loan 97, chị Nguyễn Hiếu 97, chị Thanh Hằng Bùi 97. Rồi. Ai lấy đi các chị ơi. 70 70 nha các chị nha, đuổi. Đuổi 70. Rồi, tiếp. Hết rồi. Đứng rồi. Chị đứng. Anh thoát ra mới được. Thoát ra ngoài đi. Ừ, đọc đầy kìa. Rồi đúng không? Rồi. Tiếp kìa. Chị Hương Nguyễn 97. Rồi. Chị Thị Thu 97. Rồi. Chị Nga Mai 97. Rồi. Chị Nguyễn Loan 97. Rồi. Chị Hồng Nguyễn 97. Rồi. Rồi, ai nữa không các chị ơi, em qua mẫu nha. Còn ít nữa nè các chị, còn ít hàng giảm giá nên em like cho nó hết luôn nè. Rồi, ra ngoài luôn em. 120, 120 giùm em luôn. 97 chị Trịnh Thị Hương. Rồi. Còn không lợi dụng đâu mà anh nào dám lợi dụng em. Em xương với da lợi dụng em chi. Trời ơi. 926 giùm em nha, lụa Long Vũ 120. Biết đâu có mấy người thèm xương. À. Em chị mua vải bán mà có đổ lại được không? Không các chị. Không được các chị ơi. Rồi, 829 giùm em. 829. 829 829 giùm em nha, phong cảnh vàng anh 120. Vàng anh phong cảnh. Xếp hàng đi. 120. Nó nói gì vậy trời? 926 chị Nguyễn Hiếu. 917 chị Đài Trang. Đưa lại luôn, 917 đưa lại luôn. 804 120 giùm em, 804 nha, ánh trăng. Ánh trăng 120 nha. Bao nhiêu vậy? Đuổi 70. Rồi, đơm đớm. 987 120 987 luôn. 987 đơm đớm 120. Chị 2 khúc 981 và 986. Những mẫu mà qua rồi em đọc thì có tên có đơn nha chị ơi. Em cũng không biết nó nằm ở đâu đâu. Rồi, biển nhớ 871 120 giùm em nha. 871 120 ai lấy đi các chị ơi. 120. 829 chị Nguyễn Phương Hưng. Rồi. 804 chị Nguyễn Hiếu. Nhanh tay. 902 120 giùm em nha. Vàng anh 902. Trời cái này vệt nãy còn. 120 các chị ơi, 120 ai lấy thì chốt lại cho em. 835 120 835. 987 chị Nguyễn Hiếu. 120 835. chín sáu bốn đơm đớm 120. 964 lụa đơm đớm nha, 120. Con không biết nữa cô ơi, nó chạy đâu mất tiêu rồi. Rồi 897 120 giùm em, tại qua rồi không 835 có nhớ được. Chị Bay Nguyễn không có lục lại được các chị ơi, hàng nó chồng chất lên mà. 902 chị Thủy Hồng. Bây giờ dịch đó các chị, nó là đi làm có một nửa à các chị ơi, một nửa là nghỉ còn một nửa là đi làm nên là không có đi làm đầy đủ các chị. Giờ tính ra là còn có thằng Tèo với tí thôi, chứ em chứ thôi chứ ba người đây, ba mạng người thôi hết rồi các chị ơi, ba mạng đây là hết rồi, kiếm mạng thứ tư cũng có. 964 chị Lộc Yên. Rồi 885 885. Rồi 987 em hết rồi mấy chị ơi. Tử đằng 120. Tử đằng 120. Rồi ai lấy thì comment cho em nha. Vàng anh 120 vàng anh. 841 120 841. 120 120. Rồi lấy đi các chị ơi. 885 chị Nguyễn 8. Mạng chậm. 950. 950 chị Hồng Huyến. Trời, em tạm dừng buổi live tại đây các chị ơi. Em hẹn các chị mình vào ngày mai nha. Ngày mai em live tiếp nha các chị ơi. Bây giờ
nó còn tính ra ngoài đường giờ là cũng không 841 chị Nguyễn ta, chị Hương Nguyễn. Em về giờ này là em cũng sợ lắm nha, các chị em về sớm nha. Rồi em nghỉ sớm nha các chị, mai hẹn các chị mình nha. Rồi bye bye, bye bye các chị nha. Bye bye, mấy chị ngủ ngon. Tắt vô mấy tèo.